Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game chương 1673, sạc tim. Toàn bộ quá trình nhanh gọn, Chu Văn không kịp quan sát tinh tể màu tím có hình dạng như thế nào. Dây chuyền bị ma anh cắt đứt rớt xuống đất, ánh sáng trong giếng cổ hoàn toàn tắt, xương khô cũng rơi xuống, mái tóc dài bạc trắng khô héo tan biến. Nguyên người xương khô nhanh chóng phân giải thành cho bụi bay tứ tán, bụi rơi xuống còn chưa tiếp xúc mặt đất đã biến mất không còn bóng dáng. Bột Có thứ gì rớt xuống đất? là vật thể màu trắng lúc trước được xương khô nắm trong tay, một vật thể kim loại hình vuông to hơn hộp diêm một chút, một mặt của vật thể kim loại có một vạch trắng giống như cái đuôi nhỏ vòng quanh. Không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Văn cứ cảm giác lúc xương khô tan biến thì nó tự mở tay ra cho vật thể kim loại rơi xuống. Chu Văn nhìn thứ màu trắng, xem một hồi thì mắt dần trợn to như phát hiện thứ gì không tin được. Ma anh vừa nuốt tinh thể màu tím vào, con ngươi màu tím xám nhanh chóng chuyển thành màu đậm hơn, dây lát đã thành tím đậm không đợi chu văn quan sát kỹ hơn ma anh tự động hóa thành luồng sáng tối màu trở lại trên người chu văn chu văn cảm thụ ý thức của ma anh dần mơ hồ hắn đã có kinh nghiệm này nhiều lần đây là dấu hiệu sắp tiến hóa chu văn vươn tay nhặt vật thể màu trắng từ dưới đất lên cầm trong tay vuốt ve quan sát trước kia chắc chắn chu văn chưa từng gặp qua thứ này nhưng chất liệu vỏ ngoài của nó cơ hồ giống hệt di động thần bí của hắn dù là màu sắc hay cảm giác chất liệu đều không nhìn ra có gì khác nhau chu văn lấy di động thần bí ra muốn đặt song song để so sánh nhìn xem chất liệu của hai thứ có phải giống hệt nhau hay không ai biết di động thần bí mới chạm vào thứ màu trắng thì vạch trên thứ đó như bị nam châm hút vào đuôi di động thần bí màn hình di động thần bí tự động sáng lên hiện ra hình ảnh cục pin đang nạp điện cái này chu văn trong một chốc kinh ngạc nói không ra lời ánh mắt nhìn về phương hướng giếng cổ liên tục thay đổi sắc mặt trong đầu vượt qua nhiều ý nghĩ từ lúc hắn có được di động thần bí thì không nạp điện di động thần bí cũng không cần nạp điện thậm chí không có lỗ cắm nhưng bây giờ thứ này nạp điện ai con tin trên màn hình biểu hiện phần trăm lượng điện hiện tại lượng điện chỉ có một phần trăm chu văn không biết nạp điện và không nạp điện có cái gì khác biệt điều hắn quan tâm nhất hiện tại cũng không phải vấn đề này cha của chu văn đã kể rõ nguồn gốc của di động này đó là ông nội của hắn đào ra từ một cái giếng cổ, nhưng cụ thể là giếng cổ nào thì cha của hắn không quá rõ ràng. Xem tình huống hiện tại thì thứ kia rõ ràng nguyên bộ với di động, 89 phần 10 là cục sạc pin gì đó. Không lẽ di động thần bí này bị đào ra từ cái giếng cổ này? Trong đầu Chu Văn vụt qua nhiều suy nghĩ, hắn nhìn di động đang nạp điện, sắc mặt trở nên càng phức tạp. Hắn nghĩ đến một suy đoán là nếu di động thần bí thật sự bị đào ra từ giếng cổ này, vậy xương khô vừa rồi có khi nào là di hài của ông nội chu văn đã thấy tận mắt sức mạnh của dây chuyền với sức mạnh của ma anh cũng khó tổn thương nó chút nào chu văn đại khái có thể ước lượng được đường kiếm của mình cũng không thể tổn thương dây chuyền nhưng khi hắn đến gần thì dây chuyền tự động rơi ra rồi lúc xương khô tan biến dường như tự thả tay ra khiến thứ như cục sạc pin rơi xuống khoảnh khắc hắn chém kiếm xuống thì trong lòng dâng lên cảm giác rung động những tình hình khác lạ này khiến chu văn không thể không hoài nghi phải chăng xương khô cố ý làm nếu xương khô thật sự là di hài của ông nội thì mọi thứ đều hợp lý nhưng chu văn nhớ lại ông nội của hắn không mất tích không chôn xuống đất lúc qua đời chọn thiêu chu văn thuở nhỏ còn tham gia lễ tang hẳn là không thể nào để lại di hài mới đúng rốt cuộc là chuyện gì đây chu văn suy nghĩ cỡ nào cũng không hiểu nổi xương khô đã tan biến muốn tìm được dấu vết cũng là không thể nào nhìn di động đang nạp điện chu văn đành tạm thời chờ đợi nhìn xem sau khi nạp điện thì di động có biến đổi gì không chừng đến lúc đó sẽ có manh mối di động thần bí bị đào ra từ trong thành phố cổ chẳng lẽ không chỉ là trùng hợp nhìn lượng điện của di động từ một phần trăm nhảy lên hai phần trăm chu văn cầm di động thử nhấn vào nhưng phát hiện không thể khởi động di động vẫn là hình ảnh nạp điện lý huyền đẩy cửa đi vào ồn ào hỏi lão chu ngươi đang làm gì đấy trong thời gian gần đây quy đức cổ thành có nhiều việc chu văn là một trưởng quầy phủi tay đa số công việc đều là lý huyền phối hợp với các bên chu văn hỏi lý huyền ngươi đến đây lúc nào lý huyền nghi hoặc nhìn chu văn mới tới không bao lâu sao vậy chu văn lại hỏi có nghe được tiếng động gì nhìn thấy gì không ngươi nói trong sân này hả chẳng lẽ có gián điệp xông vào ta không nghe cũng không thấy được gì lý huyền lập tức cảnh giác quan sát trong sân nhưng không phát hiện được gì không phải mới rồi có ánh sáng bắn ra từ giếng cổ này ngươi không thấy sao chu văn kể lại việc xương khô xuất hiện nhưng không nói gì về cục sạc tin rất khó giải thích rõ về nó theo như lời ngươi nói thì hẳn là từ thật xa có thể trông thấy nhưng vừa rồi ta không thấy gì cả quy đức cổ thành này đúng là hơi kỳ lạ chúng ta chiếm nơi này cũng không biết là phúc hay họa Hy vọng sẽ không xảy ra việc rắc rối gì. Lý Huyền tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói. Có sự kiện ta cần thương lượng với ngươi, Nhị Thiên Phi Tiên cung Hải ngoại liên hệ với chúng ta, muốn chuyển nhà đến quy đức cổ thành chúng ta, ý của ngươi thế nào? Chu Văn ngẫm nghĩ, nhớ đến Tề Nhã Sa, hắn trầm ngâm một chút nói. Tề Nhã Sa sáng lập Nhị Thiên Phi Tiên cung, tuy là thế lực hải ngoại nhưng vẫn luôn không xảy ra xung đột quá lớn với đất liền, xem như luôn giữ trung lập hơn nữa thời đại hiện tại, hải ngoại hay đất liền đều là một phần của loài người, chúng ta đang trong lúc cần người, nếu không có ân oán gì không thể xóa bỏ thì cứ thu nhận bọn họ đi. Lý Huyền cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại còn một phiền phức nhỏ. Chu Văn nhíu mày hỏi, phiền phức gì? Khoảng thời gian trước nhị thiên phi tiên cung đã muốn chuyển lên đất liền, sáu gia tộc và một số thế lực lớn rất có hứng thú với bọn họ, từng tiếp xúc với họ và đưa ra điều kiện khá tốt. ngay cả ta nghe những điều kiện đó còn phải động lòng, nhưng không hiểu sao bọn họ từ chối hết, còn chủ động tiếp xúc với chúng ta, muốn chuyển đến chỗ chúng ta. điều kiện chỗ chúng ta kém xa điều kiện mà sáu gia tộc đưa cho bọn họ. lý huyền nói tới đây tạm dừng một chút, cho chu văn có thời gian tiêu hóa. chu văn hỏi, người hoài nghi động cơ của bọn họ? có một chút, nhưng điều này không phải quan trọng nhất quan trọng nhất là dường như thần chi gia tộc quyết phải đưa nhị thiên phi tiên cung về chẳng những tích cực tiếp xúc với nhị thiên phi tiên cung đưa ra điều kiện tốt hơn còn tìm quan hệ khéo léo biểu đạt hy vọng chúng ta có thể từ chối ý nguyện của nhị thiên phi tiên cung lý huyền kể lại đầu đuôi sự tình chu văn ngẫm nghĩ nói bọn họ tìm ai lý huyền không nói thẳng người trong nhà của ngươi chu văn hơi ngây ra an gia Lý Huyền lại bảo. Đúng rồi, nhưng An Sinh liên hệ với ta, nói rằng không cần băng khoăn quá nhiều, nếu có cần thì cứ thu người của nhị thiên phi tiên cung. Chu Văn nghe đến đây thì đại khái hiểu được, chắc chắn thần chi gia tộc tạo áp lực cho An gia. Lão Chu, ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào? Lý Huyền là loại người không sợ trời không sợ đất, hắn hỏi những lời này không phải đang hỏi có muốn thu nhận người của nhị thiên phi tiên cung hay không, mà là đang hỏi chu văn nên đưa người nhị thiên phi tiên cung về quy đức cổ thành như thế nào theo ý của lý huyền thì mặc kệ an gia có chịu nổi áp lực hay không bọn họ quyết nhận nhị thiên phi tiên cung vấn đề nằm ở chỗ nếu thần chi gia tộc cứ cố chấp như vậy thì chắc chắn có mưu đồ sẽ không dễ dàng để bản chân anh và tề nhã sa đưa người bình an đến quy đức cổ thành chu văn ngẫm nghĩ nói ta đi đón người lý huyền cười nói được dù sao ngươi cũng nhàn rỗi không có việc gì ra ngoài đi một chuyến cũng tốt lý huyền đang định tự mình đi đón người nhưng hiện tại quy đức cổ thành chỉ mới khởi bước có quá nhiều việc cần hắn làm chu văn thì là một trưởng quầy phủi tay lý huyền thật sự đi không được chu văn vừa thu thập đồ đạc vừa nói lúc ta đi vắng ngươi hãy chú ý việc trong thành nhiều hơn lý huyền biểu môi nói khi ngươi ở thì ta cũng không thả lỏng được bao nhiêu Chu Văn ngẫm lại thấy cũng đúng, việc trong thành không cần hắn bận tâm, đều là Lý Huyền bận rộn. Cứ quyết định như vậy đi, ta hồi âm lại cho bản chân anh, người ta còn đang đợi. Lý Huyền vừa nói vừa đi ra ngoài, không nói chuyện nhiều với Chu Văn. Chu Văn thu xếp đồ đạc xong, hắn nhìn di động còn đang nạp điện, phát hiện lượng điện đã lên 3%, hắn phỏng chừng thời gian, trong trường hợp này ước chừng hơn một ngày là nạp đầy pin. Dị thiên phi tiên cung ở hải ngoại còn chưa nhận được hồi âm bên Chu Văn nhưng đã bắt đầu công việc di chuyển. Trên chục triệu người dời đi đất liền tuyệt đối không phải một việc nhỏ, có quá nhiều việc cần lo. Từng con phối sủng giống loài cá kình kéo mấy chục chiếc thuyền lớn thẳng hướng đất liền. Xem ra chúng ta khá may mắn, không gặp sinh vật dị thứ nguyên hải dương đặc biệt kinh dị nào. Bạch Thạch Mỹ nhìn thấy đường ven biển phía xa, không khỏi khe khẽ thở vào. Có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực trên biển phá cấm, thỉnh thoảng sẽ có sinh vật dị thứ nguyên ẩn hiện, dù là tuyến đường an toàn lúc trước bọn họ đi thì bây giờ cũng không thể bảo chứng an toàn tuyệt đối. Có thể bình an vô sự đến đất liền xem như dấu hiệu khá tốt. Bản chân anh đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đôi khi thứ đáng sợ không phải những sinh vật dị thứ nguyên này. Trưởng lão mặt vàng vọt nói. Xin cung chủ yên tâm, chúng ta đã lên kế hoạch tuyến đường đi đất liền, cũng đã chuẩn bị đầy đủ dọc đường đi, sẽ không có vấn đề lớn. Bạch Thạch Mỹ đang định nói gì thì bỗng ánh mắt sâu thẳm, chỉ thấy một người đứng ở bến cảng. Quả nhiên vẫn đến. Bản chân anh cũng nhìn thấy người kia, dường như sớm đoán trước, không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặt hách của thần chi gia tộc, tại sao hắn ở chỗ này? Trưởng lão mặt vàng vọt thay đổi sắc mặt, mấy vị trưởng lão khác cũng thầm giật nảy mình. Mặt hách tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi chạy đến bờ biển, hiện giờ hắn rất nổi tiếng, số một số hai trong loài người. Dù trong thời đại người phát ngôn ra lớp lớp thì thứ hạng trên khối ma phương của hắn chưa bao giờ lọt ra top 3. Đáng sợ nhất là mãi đến tận bây giờ vẫn không ai tìm ra điểm yếu của mặt hách, sức mạnh của hắn rất mạnh, có thể dễ dàng chém giết sinh vật thiên tai, đáng sợ hơn nữa là người khác không thể tổn thương hắn, đánh bị thương mặt hách tương đương với tự đánh mình, mặt hách khỏe mạnh, nhưng chính mình thì sắp chết. Xin chư vị hãy dừng bước. Mặt hách mặc áo đen đứng bên bờ biển, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, Tựa như pho tượng điêu khắc cẩm thạch duy mỹ Mấy chục chiếc thuyền lớn ngừng trước bến cảng Phối sủng to lớn như cá kình nổi trên biển Trận to mắt nhìn chầm chầm bóng dáng loài người nhỏ bé Trưởng lão mặt vàng nhìn mặt hách, hỏi Mặt hách, tại sao ngăn trở đường đi của chúng ta? Mặt hách bình tĩnh nói Ta không bao giờ muốn ngăn đường đi của các vị Mà là đến chỉ đường cho các vị Trưởng lão mặt vàng vọt nhíu mày hỏi không biết các hạ muốn chỉ đường gì cho chúng ta đường sống mặt hách lạnh nhạt nói dưới bầu trời đều là đất thần chỉ có con dân của thần mới được sinh hoạt trên đất thần nếu không phải thần dân thì sao có đường sống trưởng lão mặt vàng vọc sắc mặt âm trầm nói thần chi gia tộc bá đạo quá mức chúng ta không vào thần chi gia tộc thì các hạ không cho phép chúng ta bước lên mặt đất sao không mặt hách lắc đầu nói dù là hải ngoại hay trong đất liền đều là đất thần nếu không được thần ưu ái thì tuy trời đất lớn nhưng không có chỗ nương náu chỉ có thể chìm đắm các đệ tử của nhị thiên phi tiên cung nghe rõ ràng đều tái mặt mặt khách đã nói rõ ra nếu bọn họ không đầu vào thần chi gia tộc thì e rằng hôm nay sẽ làm tất cả bọn họ vùi thay dưới biển nếu như người khác nói như vậy thì bọn họ sẽ nghe như lời nói đùa nhưng bọn họ đã trực tiếp thấy sự kinh dị của mặt khách trên khối ma phương hắn có tư cách nói lời đó chỉ có một con đường này. Bản chân anh rốt cuộc mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào mặt hách. Mặt hách trả lời khẳng định. Chỉ có con đường này. Bản chân anh không nói gì thêm, lặng lẽ rút ra hai thanh đao võ sĩ một dài một ngắn, khí thế trên người không ngừng ẩn giấu, ánh mắt sâu như vực thẳm nhìn mặt hách. Đệ tử nhị thiên phi tiên cung trên mấy chục chiếc thuyền lớn đều triệu hồi phối sủng, rút ra vũ khí chỉ hướng mặt hách. Phối sủng khổng lồ trong biển cùng gầm rống, dâng lên sóng thần như muốn nuốt sống mặt hách. Mặt hách đứng yên không nhúc nhích, dường như không nhìn thấy sát khí động trời kia, tựa như thần linh coi rẻ chúng sinh. Nhìn tư thái cao cao tại thượng của mặt hách, bản chân anh bật cười, nhìn mặt hách, lạnh nhạt nói. Mặt hách, đúng là sức mạnh của ngươi rất mạnh, cũng thực thần dị, nhưng ta không chạm vào ngươi thì sức mạnh của ngươi không cách nào mang đến tác dụng. Nói xong, bản chân anh ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh thuyền lớn chạy hướng bến cảng, không công kích mặt khách. Mấy trăm con phối sủng như cá kình cùng gầm rống, phá sóng rẽ nước bơi hướng bến cảng. Mặt khách không kinh không vui, nhìn thú khổng lồ và thuyền lớn đẩy sóng đến, chậm rãi dơ lên lòng bàn tay phải đưa về phía đại dương, khi hoàn toàn chỉ thẳng về phía biển thì năm ngón tay bóp chặt. Bùng bùng. Tiếng nổ mạnh vang bên tai không dứt, mấy trăm con thú khổng lồ giống cá kình dường như bị một bàn tay to vô hình bóp chặt, thân thể bị đè ép biến hình, nháy mắt nổ tung tất cả thú khổng lồ kéo thuyền không có một con thú may mắn thoát khỏi máu loãng nháy mắt nhụn khắp mặt biển nước biển biến thành màu đỏ máu dập dần theo cơn sóng giống như biển máu tô la sóng biển cuốn máu loãng vỗ vào thuyền bọt sóng bắn lên người đệ tử của nhị thiên phi tiên cung mọi người như rơi xuống ma vực bị cảnh tượng trước mắt dọa mất đi khả năng suy nghĩ đứng sững sờ tại chỗ trên mặt tràn đầy vẻ kinh khủng ánh mắt mọi người nhìn mặt khách như xem một ma quỷ đến từ địa ngục run rẩy khó thể kiểm soát có đệ tử nhị thiên phi tiên cung nhát gan không kìm được thụt lùi. Bản chân anh nhìn chầm chầm vào mặt hách, lòng lạnh lẽo, tuy có quyết tâm liều mình đánh một trận, nhưng không cách nào rút kiếm mà chiến. Nếu gặp đối thủ bình thường, cho dù thực lực cao hơn bản chân anh nhiều thì hắn vẫn có dũng khí đánh một trận. Nhưng mặt hách thì khác, chỉ có hắn có thể giết người, người khác lại không thể giết hắn, cho dù bản chân anh có thể chém trời chém đất cũng không thể chém vào người mặt hách, nếu không sẽ tự tổn thương mình, trong một chốc khiến bản chân anh tiến lùi khó khăn tề nhã sa đi ra khỏi khoang thuyền nhìn chằm chằm vào mặt khách hỏi các hạ nhất định phải làm tới mức này sao mặt khách nhìn thấy tề nhã sa thì nhoẻn miệng cười mắt nhìn thẳng tề nhã sa nói nghe nói ở hải ngoại được tiếng là kiếm thánh nhị thiên phi tiên lưu càng được xưng là kiếm đạo hàng đầu hải ngoại tề nhã sa nhíu mày nói được bạn bè cất nhắc mà thôi mặt khách gật đầu nói phỏng chừng đúng là vậy. Câu nói khiến đệ tử của nhị thiên phi tiên cung nổi giận, có lẽ tề nhã sa không phải loài người mạnh nhất trên trái đất, nhưng ở trong lòng các đệ tử thì cảnh giới kiếm đạo của hắn tựa như thánh nhân. Bản chân anh sắc mặt âm trầm nói, thà chết chứ không chịu nhục, mặt hách, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi còn không đủ tư cách. Mặt hách không thèm nhìn bản chân anh, quay mặt hướng về phía tề nhã sa, nói, nếu ngươi được gọi là kiếm thánh hải ngoại, phỏng chừng cũng có vài phần tài năng thực sự vậy ta cho ngươi một cơ hội ta chỉ lấy kiếm thuật chiến đấu với ngươi hơn nữa đè ép sức mạnh trong phạm vi cùng cấp bậc với ngươi nếu ngươi có thể đỡ ba kiếm của ta mà không thua thì ta mặc cho các vị tự do đến và đi còn nếu ngươi thua nhị thiên phi tiên cung bắt buộc phải đầu vào môn hạ của thần chi gia tộc ta ngươi có dám đồng ý hay không tề nhã sa biết rõ hôm nay khó mà dàn xếp êm thấm đồng ý thì còn có hy vọng liều một phen nếu như không đồng ý sợ là hôm nay nhị thiên phi tiên cung khó mà tránh khỏi họa diệt cung hơn nữa tề nhã sa rất tự tin vào kiếm đạo của chính mình vứt bỏ chênh lệch về đẳng cấp chỉ tính cảnh giới kiếm đạo thì hắn không cho rằng mình kém hơn mặt khách không tin không thể đỡ nổi vẻn vẹn ba kiếm tề nhã sa nhìn mặt khách hỏi lời các hạ nói có thể đại biểu thần chi gia tộc không mặt khách lạnh nhạt nói ta nói cho các vị đi thì không có ai trong thần chi gia tộc dám động vào các vị nữa Đương nhiên, với tiền đề là kiếm thánh như ngươi phải đỡ được ba kiếm của ta mà không thua. Mục đích của mặt hách là mang nhị thiên phi tiên cung về thần chi gia tộc chứ không phải để giết người, lúc trước giết bầy phối sủng kéo thuyền chỉ vì làm kinh sợ mọi người. Được, ba kiếm quyết định thắng thua. Tâm tư của tề nhã sa trầm tĩnh, không bị ngôn ngữ của mặt hách dao động, không chỉ muốn ba kiếm không thua mà còn muốn thắng. Người theo kiếm đạo, nếu như không còn lòng hiếu thắng chỉ ôm tâm trạng đỡ ba kiếm mà không bị thua thì người đó đã thua rồi. Tề nhã sa triệu hồi phối sủng song đao của mình, đó là hai thanh đao võ sĩ một dài một ngắn, chất liệu thân đao thoạt nhìn giống hệt nhau, đều có màu tím trong yêu dị, trong sắc tím lóe tia sáng đỏ máu nhạt. Tề nhã sa nói, hai thanh đao này của ta có tên là quỷ khốc và thần hào, đều là phối sủng loại hình có thể trưởng thành, trước mắt đã trưởng thành đến cấp độ thiên tai, cao hơn đẳng cấp của ta một bậc. Ta dùng kiếm này chiến với ngươi, đừng băn khoăn gì cả, ngươi cứ sử dụng sức mạnh của cấp độ thiên tai. Chỉ là vật ngoài thân. Mặt hách tùy tiện phất tay, nước biển như suối phun tuôn vào lòng bàn tay của hắn, tiếp xúc với khí lạnh trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh kiếm Tây Dương. Mặt hách tùy tay vung thẳng kiếm, nói. Ngươi đã ở sợ hải cấp thì ta sẽ đè sức mạnh xuống sợ hải cấp, đỡ được ba kiếm của ta rồi các vị muốn đi đâu cứ việc đi đa số đệ tử của nhị thiên phi tiên cung lộ vẻ mặt quán giận cách làm này của mặt hách quả thực là đang vũ nhục kiếm thánh tề nhã sa cũng có người trong lòng âm thầm vui mừng cảm thấy phần thắng của tề nhã sa lại tăng thêm mấy phần rồi lại hơi lo lắng mặt hách không giữ lời hứa mời hoặc trong giường như tề nhã sa không hề bận tâm cảm xúc không dao động vì ngôn từ của mặt hách cầm kiếm bình tĩnh như núi cao đứng thẳng trên đại dương trong cũng có chút phong phạm của kiếm thánh mặt hách nhẹ gật đầu ánh mắt trở nên nghiêm túc băng kiếm đâm thẳng hướng tề nhã sa hoàn toàn khác với báu vật một tay bóc nát mấy trăm con phối sủng đường kiếm này bình thường đơn giản thậm chí có thể nói là bình thường đến khó tin không có kiếm khí và kiếm quan xuất hiện kiếm đâm rất chậm chậm đến nỗi khiến người cảm giác hắn đang chơi đùa người mặt hách còn đứng trên bến cảng cách tề nhã sa ở trên biển ít nhất vài trăm mét kiếm này đâm ra bước chân không di chuyển còn đứng trên bến cảng nhưng mà không biết tại sao, mũi kiếm đâm chậm rãi lại dường như đã ép sát tề nhã xa. Không chỉ riêng tề nhã xa, tất cả người xem cuộc chiến đều sinh ra cảm giác đường kiếm kia dường như đâm vào ngực của mình, người tâm trí không kiên định bị hù sợ sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng mà vô luận bọn họ lùi như thế nào thì cảm giác bị mũi kiếm đâm vào trái tim vẫn không thể xóa nhòa, dường như dây tiếp theo, trái tim của mình sẽ bị đâm xuyên. Bản chân anh và Bạch Thạch Mỹ trông thấy một kiếm này, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ biết rằng rất khó luyện kiếm pháp nhanh, kiếm càng nhanh thì càng dễ dàng giết người. Nhưng chỉ cần kiên trì luyện tập, thời gian lâu kiếm sẽ trở nên nhanh hơn, vấn đề là nhanh cỡ nào. Muốn luyện kiếm chậm thì không phải đơn thuần dựa vào luyện tập là học được, phải có thiên phú cực cao về mặt kiếm đạo, hơn nữa có cơ duyên ngộ đạo thì mới có khả năng luyện kiếm nhanh thành chậm. Kiếm chậm của mặt hách hiển nhiên không đơn giản là chậm, cảnh giới của hắn cao đến nỗi bản chân anh có chút tim đập chân run. Kiếm kia chậm rãi đâm tới, hoặc nhìn thật dễ dàng phá giải, nhưng khi thật sự muốn phá giải lại phát hiện căn bản không phá được. Bởi vì hắn quá chậm, vô luận bạn ứng đối cỡ nào thì ngược lại phơi bày ý đồ của mình ngay trước mắt đối phương, vốn là cục diện lấy tỉnh chế động nhưng bỗng phát hiện chính mình biến thành bên động. Nhưng nếu không phá giải kiếm chậm, đường kiếm đâm từ từ như nước ấm nấu ếch, tuy nhiên, khi lọc vào khoảng cách tất sát của đối phương, khi đối phương động thì không còn đường phá giải nữa. Động là sai, bất động cũng sai, Tề Nhã Sa thoáng chốc rơi vào hoàn cảnh tiến lùi khó khăn. Người hiểu sự đáng sợ của đường kiếm này đều lo thay cho Tề Nhã Sa, bản thân Tề Nhã Sa thì không chút hoang mang, cũng không do dự, đao dài quỷ khóc chém từ trên đầu mặt hách xuống. Đao của Tề Nhã Sa không chậm chút nào, ngược lại nhanh tựa như một thoáng ánh nhìn, tựa như lụa phất phơ thoáng chốc chém tới trước mặt mặt hắc. Diệu Bản chân anh không khỏi tháng phục ra tiếng, đây là nhị thiên phi tiên lưu chính tông nhất. Đao dài chém địch, đao ngắn hộ thân, kết hợp động và tỉnh như âm dương xoay vần, đây đúng là pháp môn phá kiếm chậm, nhưng phải ở trong cảnh giới như tề nhã xa thì mới nắm đúng chỗ. Quỷ khốc kéo theo ánh sáng hình đao kinh dị chém tới trước mặt mặt khách. nếu mặt khách vẫn tiếp tục đâm tới trước thì kiếm của hắn sẽ bị đao ngắn thần hào chặn lại, nếu rút kiếm về trốn tránh thì sẽ rơi vào cục diện bị động. đừng nói ba kiếm, dù là ba trăm kiếm, ba nghìn kiếm thì e rằng không thể nào đánh bại tề nhã sa. mặt hách không lùi, thậm chí không có dấu hiệu rút kiếm về, dùng băng kiếm ngưng tụ bằng nước biển nên hướng đao dài quỷ khốc cấp độ thiên tai của tề nhã sa. hắn định bội ước sao? mọi người tim đập nhanh. băng kiếm ngưng tụ bằng nước biển không thể đối kháng với vũ khí phối sủng cấp độ thiên tai trừ phi mặt hách sử dụng sức mạnh cấp độ thiên tai của bản thân. Nhưng mãi khi đao và kiếm va chạm thì mặt hách vẫn không sử dụng sức mạnh của cấp độ thiên tai, băng kiếm lẽ tất nhiên bị chém nát. Mọi người đều là vui mừng quá đổi, nhưng dây sau, tập thể mặt xám như tro tàn, ngây người tại chỗ, không dám tin vào thứ mắt mình trông thấy. Đao và kiếm va chạm, băng kiếm của mặt hách bị chém nát, nhưng kiếm của hắn vốn ngưng tụ bằng nước biển, băng kiếm bị chém nát hòa tan thành nước, theo kiếm thức của Mặt Hách tiếp tục đâm tới trước, nước lại ngưng tụ thành kiếm đâm tới trước ngực của Tề Nhã Sa. Mặt Hách lạnh nhạt nói. Muôn vật đều có đặc tính riêng, đạo tương sinh tương khắc tồn tại trong một lòng. Không hiểu được điểm này thì xem ra nhị thiên phi tiên lưu cũng chỉ có như vậy. Người thua, hãy mang theo đệ tử của nhị thiên phi tiên cung theo ta về thần chi gia tộc. Mặt Hách thả tay ra, băng kiếm trong tay hóa thành dòng nước chảy về biển đệ tử của nhị thiên phi tiên cung đều là mặt xám như tro tàn, với năng lực của tề nhã sa vậy mà khi mặt hách đè sức mạnh của mình xuống cùng cấp bậc với ông, hơn nữa tề nhã sa còn sử dụng quỷ khốc thần hào đao cấp độ thiên tai thế mà không đỡ nổi một kiếm, khiến bọn họ sinh ra hoài nghi với kiếm đạo của tề nhã sa. Tề nhã sa không còn lời nào để nói, thua hoàn toàn, không còn gì để chống chế. Mặt hách xoay người muốn đi, lại nhìn thấy một thanh niên đứng gần sau lưng mình từ bao giờ, Thanh niên lẳng lặng đứng đó quan sát hắn, ra vẻ giàu dạc hứng thú, điều này khiến mặt Hách cao mày. Thanh niên cách mặt Hách chưa tới 100 mét, với khoảng cách như vậy mà hắn không hề phát hiện đối phương đến gần, chỉ riêng điểm này đã khiến hắn có chút kinh ngạc. Chu Tiên Sinh. Tề Nhã Sa trông thấy Chu Văn thì hơi ấy náy nói: "Thực xin lỗi, ta vừa bị thua, chỉ có thể làm theo giao ước đi thần chi gia tộc." Tề Tiên Sinh đừng để bụng. Chu Văn mỉm cười nhìn mặt Hách, nói: thần chi gia tộc nhà cao cửa rộng phỏng chừng sẽ không giành khách với ta mặt khách nhìn chu văn nói vậy phải xem ngươi có năng lực mời được khách hay không chu văn bình tĩnh nói ngươi nói nhị thiên phi tiên đạo chỉ có như vậy không biết có dám cũng giao ước ba kiếm với ta không mặt khách mỉa mai nói tạc vương quả nhiên danh xứng với thực thói làm tạc ăn sâu vào máu rồi việc chu văn là tạc vương không phải bí mật trong sáu gia tộc Trước khi mặt hách trở thành người phát ngôn đã được xem Chu Văn chiến đấu qua khối ma phương, tự nhiên không dám kinh thường hắn. Mặt hách dám giao hẹn ba kiếm với tề nhã sa, nhưng không dám nói lời như vậy với Chu Văn. Không phải mặt hách cho rằng Chu Văn mạnh hơn mình, chỉ vì tạc vương bày ra năng lực không gian quá mạnh mẽ, cho dù Chu Văn chỉ đơn giản né tránh thì mặt hách không có nắm chắc đánh bại Chu Văn trong vòng ba kiếm. Hơn nữa, mặt hách có thể một kiếm đánh bại tề nhã sa không phải vì cảnh giới kiếm đạo của hắn mạnh hơn tề nhã sa quá nhiều mà là bởi vì trước khi đến đây mặt hách đã nghiên cứu kiếm đạo nhị thiên phi tiên lưu cũng góp nhặt nhiều tài liệu của tề nhã sa có thể nói là hiểu rõ tề nhã sa như lòng bàn tay nên mới có thể một kiếm thắng định lên kế hoạch rồi mới hành động đây mới là phong cách của mặt hách trong thần chi gia tộc cũng có rất nhiều tài liệu của chu văn nhưng xem tài liệu không thể hoàn toàn hiểu biết hắn Ít nhất Mặt Hách cho rằng những tư liệu này chưa bày ra trọn vẹn Chu Văn. Chu Văn lắc đầu, nói Ngươi hiểu lầm ý của ta, không phải ta kêu ngươi đánh bại ta trong vòng ba kiếm. Vậy ý của ngươi là khiến ta đỡ ba kiếm của ngươi. Mặt Hách sụ mặt xuống, trong lòng hơi tức giận, từ sau khi trở thành người phát ngôn thì hắn chưa từng bị khinh thường giống như vậy. Mặc dù Chu Văn Tạc Vương nổi tiếng lừng lẫy, nhưng đó là trước kia mặt khách không cho rằng chu văn có tư cách nói lời như vậy với hắn ở hiện tại chu văn lại lắc đầu nói đương nhiên không phải mặt khách nghe chu văn nói như vậy sắc mặt mới dịu lại nhìn hắn hỏi vậy giao ước ba kiếm mà ngươi nói là gì chu văn không trả lời hắn ngoắt tay với bản chân anh qua đây giúp ta một chút bản chân anh nghe vậy sửng sốt không biết chu văn rốt cuộc muốn làm gì nhưng vẫn đạp sóng đi tới gần chu văn bạch thạch mỹ hơi thắc mắc hỏi tề nhã sa bên cạnh mình sư phụ chu văn kêu bản chân anh đi làm gì tề nhã sa đáp nhân vật như hắn suy nghĩ cái gì thì người như chúng ta sao mà nhìn thấu được nhưng chu tiên sinh tất nhiên có thâm ý cứ xem rồi sẽ biết bản chân anh đi tới trước mặt chu văn vái chào hỏi tiên sinh có gì sai bảo chu văn nhìn bản chân anh hỏi ta còn nhớ ngươi là đệ tử của tề tiên sinh hẳn là được chân truyền nhị thiên phi tiên lưu của tề tiên sinh đúng chứ mặt khách không biết chu văn muốn làm gì im lặng nhìn bản chân anh đáp không dám nhận là chân truyền ta vẫn luôn cố gắng đuổi theo bước chân của sư phụ tề nhã sa mở miệng nói kiếm đạo của anh đã sắp đến cảnh giới của ta chu văn vừa lòng gật đầu nói đủ rồi mặt khách nhíu mày hỏi chu văn rốt cuộc ngươi muốn làm gì vừa rồi ngươi nói nhị thiên phi tiên lưu chỉ có như vậy, thế thì ta sẽ thay tề tiên sinh truyền ba kiếm nhị thiên phi tiên lưu cho hắn, vẫn là quy củ như lúc nãy, nếu ngươi có thể đỡ ba kiếm của hắn mà không thua thì tùy ý ngươi mang bọn họ đi chỗ nào. Chu Văn vừa thốt lời, mọi người đều kinh ngạc nói không ra lời. Mọi người đều đã chứng kiến thực lực của mặt hách, ngay cả tề nhã sa cũng không đỡ nổi một kiếm, tuy bản chân anh là thiên tài, tu vi kiếm đạo đã đến gần tề nhã sa, nhưng nếu nói học ba kiếm ngay tại chỗ có thể đánh bại mặt hách về mặt kiếm đạo thì thật khó khiến người tin tưởng. Lần này mặt hách không chỉ riêng sắc mặt, ánh mắt cũng lạnh lùng, mắt hắn sáng rực nhìn chầm chầm vào Chu Văn, nói Ngươi sẽ trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình. Chu Văn đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh nhạt nói Ngươi chỉ cần trả lời có cược hay không? Mặt hách lạnh lùng nói Được, vậy ta sẽ chiều theo ý của ngươi, nhưng sau đó ta sẽ chiến một trận với ngươi ta vốn không muốn đối địch với ngươi đây là ngươi ép ta ngươi lo đỡ ba kiếm của hắn mà không thua rồi tính tiếp đi chu văn nói rồi vẫy tay gọi bản chân anh cho ta mượn đao của ngươi ta thay tề tiên sinh dạy cho ngươi ba kiếm trong lòng bản chân anh tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn hai tay dân đao tới trước mặt chu văn chu văn nhận lấy đao võ sĩ tùy tay vung vài cái như đang quen thuộc trọng tâm của đao vẻ mặt bạch thạch mỹ kỳ lạ hỏi sư phụ phải chăng chu văn quá sơ ý tuy bạch thạch mỹ biết chu văn là nhân hoàng nhưng dù với thực lực mà nhân hoàng từng bày ra thì rất khó đánh bại mặt khách dạy bản chân anh ba kiếm ngay tại chỗ mà có thể khiến hắn đánh bại mặt khách điều này thật sự có chút quá mức không thể tưởng tượng khiến người rất khó tin tưởng sự thực thì không chỉ riêng bạch thạch mỹ một đám trưởng lão cũng đều cảm thấy chu văn quá mức trong mắt không có người cho dù hắn là nhân hoàng cũng không thể khinh thường cường giả cấp bậc như mặt hách đến mức này. cho dù chu văn thật sự có kiếm đạo mạnh như thế, nhưng bản chân anh không thể nào lập tức học được kiếm đạo cao thâm của hắn. dù là kiếm khách thiên tài đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn mỗi học xong một môn kiếm thuật cao thâm. càng khiến bọn họ khó tiếp thu là chu văn bắt đầu truyền dạy kiếm pháp cho bản chân anh ở ngay trước mặt mặt khách, không muốn tránh mặt mặt khách. người này thật sự đáng tin sao? không chỉ riêng các trưởng lão bao gồm đệ tử bình thường đều cảm thấy hành động đó của chu văn hơi giống trò đùa truyền dạy ba kiếm ở ngay trước mặt người khác còn muốn dùng ba kiếm này đánh bại người ta xem người ta là đồ ngốc sao chu văn tự nhiên không phải loại người không đáng tin đó hắn không phải vì nhục nhã mặt khách mà đưa ra điều kiện như vậy sự thực thì lúc tề nhã sa và mặt khách đấu với nhau hắn đã tới chỗ này lúc ấy tề nhã sa đã đồng ý thách đấu của mặt khách hắn muốn ngăn cản cũng đã không kịp cho nên lúc Tề Nhã Sa và Mặt Hách đánh nhau, Chu Văn mở ra sư vực để quan sát năng lực của Mặt Hách đến trình độ nào. Sư vực là lĩnh vực thiên tai diễn hóa từ đạo quyết, trong game giới thiệu nó là giáo hóa chi vực, tác dụng thực tế là có thể che chắn các loại quy tắc sức mạnh, đồng thời cũng có thể nghiên cứu quy tắc sức mạnh của đối phương, thậm chí có thể thông qua nghiên cứu quy tắc sức mạnh của đối phương tái tạo ra nguyên khí quyết. Chu Văn vốn chỉ muốn nghiên cứu sức mạnh của Mặt Hách, hy vọng có thể tìm hiểu rõ sức mạnh bật ngược của mặt hách là loại sức mạnh nào nhưng khi hắn dùng sư vực quan sát thì có phát hiện ngoài ý muốn loại phát hiện này không phải từ mặt hách mà là vì tề nhã sa bởi vì nhị thiên phi tiên lưu của tề nhã sa được sáng tạo từ gợi ý thiên ngoại phi tiên và trảm tiên của chu văn có thể nói là cùng một mạch với kiếm đạo của chu văn khi tề nhã sa sử dụng kiếm đạo trong nhị thiên phi tiên lưu ngay trong sư vực chu văn phát hiện một năng lực khác của sư vực trong sư vực chu văn chẳng những có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả ưu khuyết điểm của nhị thiên phi tiên lưu của tề nhã sa sư vực thậm chí còn tự động diễn hóa chỉnh sửa khuyết điểm của nhị thiên phi tiên lưu khiến chu văn có hiểu biết mới về năng lực của sư vực hắn có thể cảm giác rõ rệt chỉ cần hắn muốn thì có thể dùng sư vực bù đắp khuyết điểm của nhị thiên phi tiên lưu của tề nhã sa thậm chí trực tiếp tăng lên cảnh giới kiếm đạo của tề nhã sa thì ra là vậy cái gọi là giáo hóa chi vực quả nhiên không chỉ đơn giản là bắt chức học tập. Ngay lúc đó, trong lòng Chu Văn có điều hiểu ra. Tề Nhã Sa sử dụng nhị thiên phi tiên lưu đánh nhau với mặt hách trong sư vực, cơ hồ tương đương với bản thân Chu Văn đánh với mặt hách. Hiện tại Chu Văn đã có phán đoán về cảnh giới kiếm đạo của mặt hách, đồng thời hắn muốn thử năng lực mới của sư vực thêm lần nữa, cho nên mới nêu ra điều kiện như vậy. Chu Văn mơ hồ có cảm giác dường như sư vực đã tìm được đường thăng cấp mới. Bản Chân Anh nhìn Chu Văn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, Chu Văn truyền dạy kiếm đạo e rằng cực kỳ thâm ảo, nếu không thì khó mà đánh bại mặt khách. Bản Chân Anh không hoài nghi trình độ kiếm đạo của Chu Văn, nhưng sợ chính mình trong thời gian ngắn ngủi không luyện thành công kiếm thuật mà Chu Văn dạy cho. Chu Văn mỉm cười nói với Bản Chân Anh. Không cần khẩn trương, tùy tiện học là đủ dùng. Lời này nghe trong tai người khác càng cảm thấy Chu Văn có chút cuồng vọng, nhưng mà sự thật đúng là vậy bởi vì hắn sắp dùng sư vực trực tiếp tăng cao cảnh giới kiếm đạo của bản chân anh chứ không phải cho hắn học ba kiếm. Mặt bản chân anh nghiêm túc nói. Ta sẽ làm hết sức. Vậy ngươi xem kỹ đây. Chu Văn không nói nhiều, hắn mở ra sư vực, hắn vung đao trong tay. Mọi người đều bị động tác của hắn hấp dẫn, muốn nhìn xem hắn định dạy kiếm thuật tuyệt thế gì mà có thể giúp bản chân anh trong thời gian ngắn đánh bại mặt hắc ngay cả mặt hách cũng không kìm được tập trung nhìn kỹ kiếm thuật của chu văn hắn cũng muốn biết trình độ kiếm đạo của chu văn rốt cuộc như thế nào mặt hách không cho rằng chính mình sẽ thua bản chân anh hắn định bụng chiến thắng bản chân anh rồi tìm cách đánh bại chu văn nhưng tiếp theo chu văn dạy ba kiếm khiến mọi người đều trợn to mắt không phải kiếp sợ vì chu văn dạy kiếm thuật thâm ảo mạnh mẽ mà là bởi vì hắn dạy kiếm thuật quá đơn giản đơn giản đến nỗi tất cả đệ tử của nhị thiên phi tiên cung đều xem hiểu ngay cả những đệ tử cấp bậc phàm thai nhỏ tuổi cũng xem hiểu kiếm thuật mà chu văn dạy sự thực thì cho dù bọn họ muốn xem không hiểu cũng rất khó bởi vì chu văn bày ra kiếm thuật là kiếm thuật nhập môn nhất trong nhị thiên phi tiên cung con nít trong nhị thiên phi tiên cung cũng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần vô cùng quen thuộc sư phụ chuyện này là sao bạch thạch mỹ đã bắt đầu hoài nghi vào mắt của mình nghi ngờ phải chăng chu văn dạy thứ gì cực kỳ thâm ảo chẳng qua cô không xem hiểu trong lòng tề nhã sa cũng thầm thắc mắc ông cũng hoài nghi phải chăng trong ba kiếm bình thường của chu văn ẩn chứa ảo diệu gì nhưng ông thật sự không nhìn ra ba kiếm này có gì khác với kiếm thức cơ bản nhị thiên phi tiên lưu mà ông sáng tạo mặt hách nhíu chặt chân mày hắn đặc biệt nghiên cứu nhị thiên phi tiên lưu tự nhiên nắm rõ những kiếm thức cơ bản này như lòng bàn tay nhưng hắn không nhìn ra chu văn dựa vào cái gì dùng ba kiếm này đánh bại hắn đừng nói là bản chân anh dùng ba kiếm này đánh bại hắn dù bản thân Chu Văn vận dụng ba đường kiếm này thì mặt khách không cho rằng sẽ mang lại tác dụng gì. Những người khác không cảm giác được gì, nhưng cảm giác của bản chân anh hoàn toàn khác với bọn họ. Với tác dụng của sư vực, ba kiếm bình thường không có gì lạ tựa như ba tia chớp đánh vào não của bản chân anh, khiến hắn giống như thể hồ quán đính, trong ốc như có vụ nổ lớn sinh ra nhiều thể nghiệm kiếm đạo chưa từng có. Thì ra ta luyện tập thành công nhị thiên phi tiên lưu vậy mà có nhiều sai sót như thế, thì ra áo nghĩa của Nhị Thiên Phi Tiên Lưu là như vậy, không ngờ còn có cảnh giới như thế. Ba kiếm đơn giản trong mắt người khác nhưng khiến bản chân anh sinh ra hiệu quả như ba lần ngộ đạo, tu vi kiếm đạo của hắn vốn gần với tề nhã sa, đột nhiên được ba lần ngộ đạo, cảnh giới kiếm đạo của hắn nháy mắt tăng lên tới cấp bậc khó lường. Ngộ đạo là việc khó khăn biết bao, cả đời một kiếm khách được một lần ngộ đạo thì rất có thể trở thành một đại sư kiếm thuật một thế hệ. Tựa như tề nhã sa, Nhờ Chu Văn mà có một lần ngộ đạo, thế là sáng tạo ra nhị thiên phi tiên lưu, có được danh dự kiếm thánh ở hải ngoại. Hiện tại bản chân anh liên tục ngộ đạo ba lần, kỳ ngộ khiến người không dám tin tưởng, chỉ khoảng 5 phút, cảnh giới kiếm đạo đã lên tới trình độ mà tề nhã xa khó thể với tới. Giờ phút này, trong lòng bản chân anh vừa vui sướng vừa bất ngờ, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình có hiểu ra như vậy, ánh mắt nhìn Chu Văn cơ hồ giống như đang xem một vị thần linh nếu không phải thần thì tại sao có thể dùng ba kiếm đơn giản như vậy khiến hắn hiểu ra chu văn nhìn bản chân anh trong lòng cũng thấy vui sướng bất ngờ tùy theo bản chân anh ngộ đạo và tiến bộ thì sư vực của hắn cũng tăng tiến theo từ cấp độ nhân gian tiến hóa đến cấp độ địa ngục chu văn vốn tưởng hắn dùng sư vực giáo hóa bản chân anh bản chân anh hiểu rõ nhị thiên phi tiên lưu đến mức độ mà chu văn hiểu ra thì ngừng nhưng mà sự thực lại không phải như vậy sau khi bản chân anh trải qua ba lần ngộ đạo hắn hiểu rõ kiếm đạo nhị thiên phi tiên lưu vượt qua phạm vi có thể diễn hóa của sư vực sư phụ lĩnh vào cửa tu hành tùy người giáo hóa của sư vực không chỉ bị giới hạn trong bình cảnh của bản thân người được giáo hóa tự hiểu ra nếu vượt ra ngoài phạm vi sư vực thì có thể ngược lại kéo theo sư vực trong lòng chu văn đã hoàn toàn hiểu rõ năng lực của sư vực kiếm thuật của hắn cũng chỉ có bấy nhiêu trừ phi hắn sử dụng sức mạnh sợ hãi cấp nếu không thì ba kiếm này hẳn là đủ cho ngươi thắng hắn Chu Văn ném trả đao cho bản chân anh. Mặt hách lạnh lùng nói. Ngươi không cần dùng lời nói kích ta, ta từng nói chỉ sử dụng sức mạnh cùng đẳng cấp với hắn thì tuyệt đối không nuốt lời, nếu ta sử dụng sức mạnh trên sợ hãi cấp tự nhiên xem như mình thua. Mặt hách không tin bản chân anh dùng ba kiếm như vậy có thể thắng được mình. Chu Văn không tỏ ý kiến, bản chân anh đột nhiên vái đại lễ tạ ơn thầy hướng về Chu Văn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bản chân anh ghi nhớ ơn dạy dỗ của tiên sinh. Chu Văn nhẹ gật đầu, nói Đi đi Bản chân anh đứng thẳng người, cầm đao của mình bước hướng mặt khách Đám đệ tử của nhị thiên phi tiên cung vẻ mặt quá dị Bọn họ thật sự không nhìn ra ba kiếm mà Chu Văn dạy có chỗ nào đáng giá bản chân anh bái lễ nặng như thế Bạch Thạch Mỹ cũng là vẻ mặt nghi hoặc quay sang nhìn tề nhã xa, hỏi Sư phụ, ba kiếm đó của Chu Văn thật sự thần diệu như thế sao? Cô biết bản chân anh là người rất kiêu hãnh, có thể khiến bản chân anh vái lễ lớn như vậy chứng minh hắn cơ hồ xem đối phương như sư phụ của mình cũng từ khía cạnh khác chứng minh ba kiếm kia tuyệt đối không tầm thường nhưng bạch thạch mỹ nhìn sao cũng không ra ba kiếm đó có gì khác với kiếm thức cơ bản mà cô từng học nhân vật như chu tiên sinh không thể nào thuận miệng nói bậy bạ tề nhã sa cũng không nhìn ra ba kiếm kia huyền diệu chỗ nào nhưng ông cảm giác được khí chất trên người bản chân anh hơi thay đổi loại biến đổi này thoạt nhìn thì không rõ ràng nếu không phải tề nhã xa một tay dạy dỗ bản chân anh thì ông rất khó nhìn ra biến đổi như vậy. Xin hãy cẩn thận đao của ta. Bản chân anh dừng bước ở trước mặt mặt hách, tay cầm thanh đao mượn của Chu Văn, không gọi về đao ngắn thứ hai mà hắn thường dùng. Đệ tử của nhị thiên phi tiên lưu dùng song đao, bản chân anh tự nhiên giỏi nhất là dùng song đao. Hắn chỉ dùng một đao không cần song đao, không phải vì Chu Văn dạy ba kiếm chỉ vận dụng một thanh đao, mà là bởi vì bản chân anh muốn rửa thù cũ thay tề nhã sa mặt khách dùng một thanh thủy kiếm đánh bại mặt khách hắn cũng muốn dùng một thanh đao hạ mặt khách mặt khách nhìn bản chân anh đáy mắt lóe tia sáng khác lạ hắn dù gì là cường giả cấp độ thiên tai cảm giác khí chất của bản chân anh thay đổi nhưng hắn không nghĩ ra bản chân anh rút cuộc học được cái gì từ ba kiếm mặt khách đã thấy tận mắt chu văn dạy ba kiếm như thế nào rất khó nghĩ ra có thể vận dụng ba kiếm đó đến trình độ nào không cần lãng phí thời gian ra tay đi mặt hách tùy tay chọc lại lần nữa ngưng tụ nước biển thành kiếm hắn nhìn bản chân anh lạnh nhạt nói dù biết bản chân anh đã hơi tiến bộ nhưng mặt hách không cho rằng bản chân anh có thể tiến bộ đến trình độ đánh bại được mình cho dù thứ chu văn dạy bản chân anh là kiếm thuật của thần cũng không thể nào khiến bản chân anh trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới tình trạng có thể đối kháng với hắn huống chi chu văn dạy ba kiếm chỉ là kiếm thuật nhập môn của nhị thiên phi tiên lưu cường giả chân chính quyết đấu, tin tưởng cũng là một mắt xích quan trọng, nếu như trong lòng không tự tin, trừ phi thực lực thật sự đè ép, nếu không thì khó mà giành được phần thắng, mặt hách sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bản chân anh không nói gì thêm, một tay cầm đao trực tiếp chém về phía mặt hách. Đường đao kia không phải một trong ba kiếm mà Chu Văn mới dạy, nó là đao mà lúc nãy tề nhã sa chém về phía mặt hách, cơ hồ giống hệt nhau, chẳng có một chút khác biệt. Quả nhiên, Chu Văn dạy ba kiếm căn bản vô dụng, hắn vẫn sử dụng kiếm đạo của tề nhã sa, ba kiếm kia chỉ để che giấu tai mắt người. Nhưng mấy người đã quá coi thường mặt khách này, trò vặt vảnh như vậy sao có thể thành công ở trước mặt ta, huống chi lúc nãy ta đã phá giải kiếm thức mà hắn sử dụng. Trong lòng mặt khách suy nghĩ thoáng qua, băng kiếm trong tay không chút do dự lại đâm tới trước. Hai người đấu với nhau cơ hồ là phiên bản trận chiến giữa tề nhã sa và mặt khách, điều khác nhau duy nhất là trong tay bản chân anh chỉ có một thanh đao không có năng lực tự bảo vệ mình cái này bạch thạch mỹ không biết nên nói cái gì cho phải vừa rồi tề nhã sa đã thử một kiếm này nhất định thất bại không ngờ bản chân anh thử thêm lần nữa không chỉ riêng bạch thạch mỹ khó hiểu đệ tử của nhị thiên phi tiên cung đều không hiểu đám trưởng lão cũng đinh ninh bản chân anh bị hỏng não chỉ có tề nhã sa lờ mờ hiểu ra cái gì khẽ lắc đầu cười nói hài tử này có lòng. Băng kiếm đâm tới trước với tốc độ cực chậm, một lần nữa va chạm với đao điên cùng chém tới, băng kiếm lại bị chém nát, tất cả giống hệt như lần trước, giống như copy bộ phim. Tuy mặt hách tự tin nhưng trong lòng có chút kiên kỵ, bởi vậy không dốc hết sức, chuẩn bị ứng đối bất cứ biến cố gì có thể phát sinh. Nhưng mà hoàn toàn không có biến cố phát sinh, đao của bản chân anh chém nát băng kiếm của mặt hách, mảnh vụn băng kiếm tan thành nước chảy qua đao của bản chân anh, lại ngưng tụ thành thủy kiếm chỉ hướng ngực của hắn. Hắn. Mặt hách không tin nổi sẽ thuận lợi như vậy, nhưng mắt thấy thủy kiếm sắp đâm vào ngực của bản chân anh, dù hắn không tin cũng không được. Đột nhiên, tim mặt hách đập nhanh, dường như ngửi được nguy hiểm cực lớn, con ngươi co rút, thoáng chốc phát hiện đau của bản chân anh từ khi nào cũng chém vào eo của hắn. Kiếm của hắn và đau của bản chân anh cơ hồ có thể cùng lúc chém trúng đối phương, nhưng hắn cầm thủy kiếm, bản chân anh thì cầm thanh phối sủng đao sợ hãi cấp, dù chém trúng đối phương thì kết quả vẫn khác nhau. Trừ phi mặt hách sử dụng sức mạnh vượt trên sợ hãi cấp, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ chịu thiệt, đến lúc đó tự nhiên chỉ có thể tính hắn thua. Còn tưởng là kiếm thuật gì cao minh lắm, thì ra chỉ là muốn lợi dụng loại thủ đoạn này thắng ta, suy nghĩ hơi ngây thơ quá rồi. Năng lực tư duy và phản ứng cấp độ thiên tai của mặt hách tự nhiên hơn hẳn bản chân anh, trong khoảnh khắc đó, thật nhiều suy nghĩ vụt qua ốc của mặt hách. Cơ hồ trong tích tắc thân thể của mặt hách có phản xạ tự nhiên, nhẹ lắc người, động tác đâm thủy kiếm tới trước và tốc độ vẫn không thay đổi. Vậy thì đao của bản chân anh sẽ vụt qua bên cạnh mặt hách, còn thủy kiếm của hắn sẽ đâm trúng bản chân anh. Sự thực thì năng lực phản ứng như vậy đã vượt qua cực hạn mà sợ hãi cấp có thể làm được, nhưng điều này không tính là sức mạnh cấp độ thiên tai mang tính thực chất, cho nên không thể nói mặt hách trái luật. Nhưng khi mặt hách làm xong tất cả điều này thì con ngươi co rút, trên mặt lộ vẻ khó tin, giống như gặp quỷ. Vốn cho rằng bản chân anh sẽ dốc hết sức lực chém ra một đao, không ngờ chẳng phải vậy, năng lực phản ứng của bản chân anh kém xa mặt hách, không thể nào thay đổi chiến thuật của mình theo sự biến đổi của mặt hách. Nhưng bản chân anh dường như sớm đoán trước mặt hách sẽ đổi chiêu, nhát đao thay đổi giữa đường, biến đổi này cơ hồ hoàn thành cùng lúc với mặt hách, hơn nữa vừa lúc kiềm chế biến đổi mới của hắn, mặt hách căn bản không ngờ sẽ phát sinh tình huống như vậy, chuyện này giống như biết trước, nếu vừa rồi hắn không phải xê dịch thân thể mà đâm thẳng một kiếm thì bản chân anh đã thua. Nhưng mà hiện tại bởi vì hắn biến đổi, vừa lúc bị bản chân anh kiềm chế, ở khoảng cách gần như vậy, trừ phi hắn sử dụng tốc độ vượt trên cấp độ thiên tai mới kịp biến đổi lần nữa, nếu không thì đành bất lực. Trong tích tắc do dự này, thủy kiếm trong tay mặt hách bị đau của bản chân anh chém nát, mũi đau dừng lại trước ngực mặt hách. Trong phút chốc, trên biển chỉ còn tiếng sóng vỗ, mọi người đều giống như hóa đá nhìn bản chân anh dùng đao chỉ vào ngực của mặt hách. Mở nó, ta đang mơ sao? Trên thuyền lớn, không biết là ai hét lên một câu như đang trong cơn mơ. Có phải ta còn sống ở trong mộng không? Đệ tử của nhị thiên phi tiên cung xoe tròn mắt, cơ hồ không dám tin tưởng những gì mắt mình nhìn thấy. Chỉ một kiếm, không ngờ bản chân anh đánh bại mặt hách không thể coi thường về mặt kiếm thuật, quả thực khiến người không thể tin nhưng khiến mọi người giật mình nhất không phải bản chân anh một kiếm đánh bại mặt hách mà là chu văn chỉ dạy ba kiếm đơn giản đã khiến kiếm đạo của bản chân anh tiến bộ nhanh đến trình độ này kiếm thuật của bản chân anh vốn kém hơn tề nhã sa một bậc bản thân tề nhã sa còn bị mặt hách một kiếm đánh bại hiện tại bản chân anh có thể đánh bại mặt hách trong vòng một kiếm đây quả thực là cách biệt giữa trời với đất khiến người không dám tưởng tượng ánh mắt tất cả đệ tử nhị thiên phi tiên cung nhìn về phía chu văn tựa như đang nhìn một vị thần lại như xem một viên tiên đan như thể nuốt hắn vào là có thể lập tức phi thăng thành tiên người càng hiểu biết bản chân anh thì càng không thể tin tưởng tựa như bạch thạch mỹ cô thường xuyên cùng luyện kiếm với bản chân anh hiểu rõ nhất trình độ kiếm đạo của bản chân anh nhưng mà hiện tại cô lại phát hiện trình độ kiếm đạo của hắn tựa như đại dương khiến cô không cách nào xem rõ sâu cạn thậm chí khiến cô sinh ra cảm giác nhỏ bé ngước nhìn núi cao tất cả điều này vẽn vẹn chỉ là vì chu văn dạy ba kiếm quả thực tựa như kỳ tích của thần. Mặt hách nhìn bản chân anh không chớp mắt cái nào, hắn không thể tin bản chân anh trở nên mạnh như vậy nhờ Chu Văn dạy cho ba kiếm, nhưng sự thực bày ra trước mắt, hắn không thể không tin. Nếu lúc nãy bản chân anh có trình độ như vậy thì không thể nào trơ mắt nhìn tề nhã xa thất bại mà mình thì chẳng làm gì. Rốt cuộc là trình độ dạy của Chu Văn quá cao hay do ngộ tính của bản thân bản chân anh quá đáng sợ. Trong lòng mặt hách vụt qua ý nghĩ này, dây lát đã tự trả lời bản thân. Bản chân anh đi theo tề nhã xa nhiều năm, nếu thiên phú của hắn mạnh đến mức đó thì đã sớm tự thành một phái, trò giỏi hơn thầy, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới có tiến bộ bước dài. Giải thích duy nhất là trình độ kiếm đạo của Chu Văn thật sự quá mạnh. Mặc cho mặt khách không muốn tin tưởng, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng mình không xem hiểu được Chu Văn dạy kiểu gì, điều này khiến hắn trong một tích tắc sinh ra hoài nghi với cảnh giới và trình độ của mình bản chân anh rút đao về nhìn mặt hách nói các hạ thua lời ta từng nói tuyệt đối sẽ không rút lại sẽ không ngăn cản bất cứ người nào của nhị thiên phi tiên cung đi bất cứ đâu mặt hách nói xong lờ đi bản chân anh chuyển sang nhìn chu văn nhìn thẳng vào hắn nói tạc vương quả nhiên danh bất hư truyền mạnh còn hơn trong truyền thuyết không biết ngươi có dám chiến với ta hay không lúc này trong lòng chu văn tràn đầy vui sướng bởi vì theo bản chân anh ngộ đạo Sư vực của hắn từ cấp độ nhân gian nhảy lên đến cấp độ địa ngục. Tốc độ thăng cấp như vậy làm bản thân Chu Văn cũng không ngờ tới, hắn thầm tính toán, nếu tiếp tục thêm vài lần thì chẳng phải là sư vực có thể nhẹ nhàng thăng cấp đến cấp độ thiên giới rồi. Sự thực thì không đơn giản như Chu Văn nghĩ, sư vực có thể từ cấp độ nhân gian nhảy thẳng lên cấp độ địa ngục là do thiên phú và ngộ tính của bản chân anh quá mạnh, hắn ngộ đạo ba lần trong sự ảnh hưởng của sư vực, kiếm đạo đến cảnh giới không thể đo lường chỉ tính kiếm đạo thì dù là kiếm khách cấp độ thiên giới cũng khó mà nắm chắc trăm phần trăm thắng được bản chân anh có thể nói bản chân anh đã là đại sư kiếm đạo chân chính nếu đổi lại là người bình thường thiên phú và ngộ tính đều kém thì đừng nói ba lần ngộ đạo được một lần ngộ đạo hay không đều khó mà nói sư vực chỉ có thể truyền dạy kinh nghiệm ảnh hưởng ngộ tính không có trình độ mạnh tới mức cưỡng ép khiến người khai ngộ có thể nói sư vực và bản chân anh hỗ trợ cho nhau hơn nữa bản chân anh được ba lần ngộ đạo trừ bỏ bản thân có thiên phú ra áp lực lớn cũng là nguyên nhân quan trọng số phận sống chết của nhị thiên phi tiên cung đều đặt trên vai một mình bản chân anh khiến hắn có động lực vượt qua bản thân ép khô tiềm lực nếu đổi lại lúc bình thường bị sư vực ảnh hưởng có lẽ sẽ có một hai lần ngộ đạo chưa chắc được nhiều đến ba lần nếu chu văn muốn lại dùng sư vực dạy ra một người khác giống như vậy thì rất khó khăn may mắn trên trái đất có nhiều thiên tài về sau có nhiều cơ hội chỉ tính xung quanh tần hạo hiên đã có nhiều thiên tài có thể lợi dụng nhưng còn có một vấn đề đó là chu văn phải hiểu biết sâu sắc đạo mà bọn họ tu nếu không thì năng lực của sư vực sẽ giảm mạnh chờ sau khi ngươi thăng cấp lên cấp độ thiên giới rồi hãy tìm ta chu văn không hứng thú chiến đấu với mặt hách trải qua hai lần chiến đấu chu văn đã biết đại khái cảnh giới của mặt hách trong loài người thì cảnh giới của mặt hách đã xem như rất mạnh nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là rất mạnh, nếu hắn không phải cấp độ thiên tai, không có năng lực gây tổn thương ngược kinh người, với cảnh giới của hắn tuyệt đối sẽ không nổi tiếng vang dội như vậy. Lời này chẳng khác bảo với mặt hách rằng năng lực của anh kém cỏi, đi về luyện thêm mấy năm. Nếu Chu Văn nói lời này lúc hắn vừa đến, e rằng đệ tử của nhị thiên phi tiên cung cũng sẽ cho rằng hắn quá ngông cuồng tự đại. Nhưng hiện tại Chu Văn nói như vậy, không ai cảm thấy có gì không ổn mặt hách còn không đánh thắng nổi bản chân anh được chu văn dạy ba kiếm vậy sao hắn đánh thắng chu văn nổi mặt hách nghe lời chu văn nói không khỏi hơi nhướng mày nói có lẽ cảnh giới kiếm đạo của ngươi đúng là cao hơn ta nhưng cảnh giới kiếm đạo không phải tiêu chuẩn quyết định thắng thua duy nhất chu văn bình tĩnh nói xem ra ngươi rất tự tin vào năng lực gây tổn thương ngược của mình mặt hách lạnh lùng hỏi ngươi có dám hay không chu văn mỉm cười hỏi dám hay không thì không thành vấn đề, nhưng ta đấu với ngươi thì có chỗ tốt gì? Mặt hách đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhíu mày hỏi. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Chu Văn nói. Nếu ngươi thua phải nói cho ta biết tại sao bắt buộc nhị thiên phi tiên cung gia nhập thần chi gia tộc. Chu Văn vẫn luôn thắc mắc vấn đề này, tuy nhị thiên phi tiên cung cũng xem như thế lực cỡ bự, tề nhã sa và bản chân anh đều là tinh anh trong loài người nhưng đối với thần chi gia tộc thì dường như vẫn chưa đáng giá khiến bọn họ chú trọng như vậy ít nhất không cần thiết trả giá quá lớn như thế vì một nhị thiên phi tiên cung càng không cần cố chấp như vậy mặt hách hơi do dự một chút đồng ý yêu cầu của chu văn có thể nếu đã không thể thu nhị thiên phi tiên cung vào thần chi gia tộc vậy thì bí mật này vô nghĩa với thần chi gia tộc hơn nữa bí mật này cho dù bị chu văn biết thì chưa chắc hắn có thể lấy được chỗ tốt từ đó vậy thì đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Chu Văn vừa dứt lời, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh của cổ Hoàng Kinh, một chưởng đập xuống đầu mặt khách Cổ Hoàng Kinh ngưng tụ ra lĩnh vực thiên tai có tên là Nhân Hoàng Tế Thiên Lĩnh Vực, loại sức mạnh này có thể kiềm chế năng lực gây tổn thương ngược của Lộc Tùng Tinh Quang, cùng là năng lực gây tổn thương ngược, Chu Văn cũng muốn biết. Sức mạnh của cổ hoàng kinh có thể kiềm chế mặt khách được không? Mặt hách thấy Chu văn vỗ trưởng tới, nhưng không trốn tránh, Hắn tự cảm thấy cảnh giới kiếm đạo không bằng Chu Văn, so với lãng phí thời gian tranh phong về kỹ xảo thì chẳng bằng sử dụng sức mạnh mạnh nhất của mình trực tiếp phân thắng thua với Chu Văn. Bùng. Chu Văn một chưởng vỗ xuống đầu mặt hách phát ra tiếng va chạm trầm đục. Mệnh cách của mặt hách có tên là hại người hại mình, năm xưa nổi tiếng là mệnh cách rác, hắn tổn thương người khác, người khác chẳng những sẽ không bị thương, ngược lại chính hắn cũng bị thương giống như vậy. Mệnh cách này từng khiến mặt hách hoài nghi nhân sinh nhưng hắn không buông xuống như người bình thường, hắn vực dậy niềm tin, kiên định cho rằng trên thế giới không có mệnh cách rác, chỉ có kẻ đáng vứt đi, hắn nhất định có thể tìm được phương pháp vận dụng mệnh cách của bản thân. Nhưng lần lượt thử các cách mà kết quả đều chấm dứt trong thất bại. Mặt hách từng nghĩ rằng có lẽ mệnh hồn của hắn có thuộc tính đặc biệt nào đó có thể xoay chuyển thế yếu của mệnh cách, thậm chí đổi từ thế yếu sang thế mạnh. Nhưng kết quả là không có, mệnh hồn của mặt hách rất yếu, cũng không cách nào tổn thương người khác. Khi loài người rốt cuộc tìm được phương pháp thăng cấp thần thoại, mặt hách lại gửi gắm hy vọng vào vận mệnh chi luân, nghĩ rằng có lẽ vận mệnh chi luân sẽ thay đổi tất cả điều này. Kết quả vẫn không được, vận mệnh chi luân của mặt hách vẫn là kiểu mẫu này, hắn vẫn không thể tổn thương bất cứ ai. Khả năng chịu đựng tâm lý mạnh như mặt hách mà cũng sắp tan vỡ tinh thần, tuy hắn là một thành viên của thần chi gia tộc, nhưng hắn chỉ là một phế nhân, không được bao nhiêu tài nguyên, có thể đi đến bước thần thoại là hắn đã phải trả giá tất cả những gì mình có. Tài nguyên trong gia tộc dù nhiều đến đâu cũng không thể nào trợ giúp hắn thăng cấp lên sợ hãi cấp. Mặt hách cũng không oán trách gia tộc, hắn cảm thấy điều này thực công bình, đổi lại là hắn cũng sẽ không đầu tư tài nguyên vào người không có chút hy vọng. Khi mặt hách buông bỏ hy vọng, không ngờ rằng thế nhưng có vẫn tộc trong dị thứ nguyên tìm được hắn, hơn nữa trợ giúp hắn thăng cấp đến cấp độ thiên tai. Khi mặt hách thăng cấp sợ hãi cấp, tiến vào trạng thái khủng cụ hóa thì mệnh cách rốt cuộc biến đổi đảo ngược, giống như hắn suy nghĩ, đổi từ thế yếu thành thế mạnh. Trạng thái khủng cụ hóa của hắn có tên là nghịch chuyển nhân quả, với tác dụng của khủng cụ hóa, từ hại người hại mình biến thành tổn người ít ta, mệnh hồn và vận mệnh chi luân của hắn nhờ đó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mãi khi thăng cấp lên thiên tai, mặt hách rốt cuộc có thể tự do khống chế sức mạnh của mình, không còn bị các loại trói buộc, hắn chẳng những có thể tổn thương người, trong lĩnh vực của hắn, người khác tổn thương hắn cũng sẽ bị nghịch chuyển nhân quả, khiến kẻ địch bị thương ngược lại, tổn thương ngược còn tăng theo cấp số nhân. Mặt hách biết rõ năng lực của mình, dù đẳng cấp của Chu Văn cao hơn hắn, mạnh hơn hắn thì cũng không thể nào chiến thắng hắn, Chu Văn càng mạnh bao nhiêu thì cuối cùng thua càng thảm bấy nhiêu. Bùng! Một bàn tay của Chu Văn vỗ xuống đầu mặt hách. Mặt hách đang suy xét có nên thừa dịp này khử Chu Văn luôn hay không, đột nhiên cảm giác đầu óc cù đặc, đại não trống rỗng, thân thể mất kiểm soát ngã tới trước, đập mạnh xuống đất, sau đó đau nhức thấu ốc truyền khắp toàn thân, tiếng xương gãy liên tục vang lên. Toàn thân mặt hách bị một bàn tay của Chu Văn đập rất xuống đất, thân thể vặn vẹo lúng xuống đất, xương toàn thân vỡ vụn, máu chảy ra từ thất khiếu. Không, không thể nào. Mặt hách con ngươi co rút, dãy dụ muốn gượng dậy, nhưng phát hiện xương tay và xương đùi bị chấn gãy thành mấy khúc, không thể kiểm soát, đừng nói đứng lên, căn bản không cách nào động đậy đau nhức nhói từng đợt xâm nhập vào thần kinh của hắn trên thuyền lớn ở phía xa đệ tử của nhị thiên phi tiên cung yên lặng như chết mọi người đều há to miệng sững sờ nhìn chu văn đứng ở nơi đó và mặt khách bị đập lúng vào nền bê tông có một khoảnh khắc cực kỳ nghi ngờ người này có phải là mặt khách thật không có lẽ mặt khách là hàng giả thôi là gà bệnh giả danh nếu không thì tại sao bị chu văn một bàn tay chụp dính đất không bò dậy nổi đó là mặt khách là người phát ngôn của vận tộc, gần như với tư thái vô địch nga nghiêng nổi lên trên khối ma phương, ngay cả sinh vật dị thứ nguyên cấp độ thiên tai cũng bị hắn tùy tay đánh chết, thậm chí căn bản không cần hắn ra tay, sinh vật thiên tai công kích hắn đều bị bắn ngược lại mà chết. Nếu không phải lúc trước mặt hách một tay giết mấy trăm con thú lớn phối sủng, nếu không phải vừa rồi hắn một kiếm đánh bại tề nhã xa thì bọn họ sẽ khẳng định bảo rằng đây chắc chắn là hàng giả loại kém. Nhưng hiện tại, ánh mắt họ nhìn chu văn tràn ngập cuồng nhiệt và kính sợ đây mới là sức chiến đấu đứng đầu của loài người thật sự không trở thành người phát ngôn không dựa vào người thủ hộ dùng sức của bản thân đạt đến tình trạng khó tin tùy tay dạy cho bản chân anh ba kiếm khiến hắn thắng mặt khách về mặt kiếm thuật tùy tay vỗ một cái làm mặt khách siêu lợi hại lại như con ếch bị đập dẹp xuống đất đây là tồn tại kinh dị biết bao sư phụ hắn thật sự là nhân loại thuần huyết sao dù là bạch thạch mỹ biết thân phận nhân hoàng của chu văn lúc này cũng khó mà tin vào sự thật mình biết một bàn tay đã đập mặt hách không biết sống chết cần có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào bạch thạch mỹ thật khó tin tưởng nhân loại thuần huyết có thể đi đến bước này phải biết rằng trước khi chu văn nổi lên thì không ai có thể dùng thân thể loài người máu thuần thăng cấp thần thoại càng miễn bàn một bàn tay đập cấp độ thiên tai dính xuống đất tề nhã sa khẽ thở dài có một số người sinh ra đã khác rồi giờ phút này chu văn tựa như thần linh trong mắt đệ tử nhị thiên phi tiên cung chu văn nhìn mặt hách nằm sấp dưới đất dãy dụ vùng vẫy nhưng không bò dậy nổi hắn hơi bất ngờ không ngờ sức mạnh của cổ hoàng kinh có tác dụng kiềm chế mặt hách còn mạnh hơn trong tưởng tượng nhưng rất nhanh chu văn hiểu được nguyên nhân hắn vẫn luôn mở sư vực thăng cấp lên cấp độ địa ngục tác dụng của sư vực bây giờ mạnh hơn trước trong quá trình sức mạnh của cổ hoàng kinh đối kháng với sức mạnh của mặt hách bởi vì sức mạnh của mặt khách bị kiềm chế khiến tác dụng của sư vực phát huy ra hoàn toàn sức mạnh quy tắc của mặt khách bị sư vực thôi diễn ra chu văn đã hiểu quy tắc sức mạnh của mặt khách lòng thầm cảm khái mặt khách coi như xui, sức mạnh nghịch chuyển nhân quả mà đụng phải sức mạnh dũng mãnh nào đều có thể chiếm lợi đủ điều nhưng sức mạnh lĩnh vực của cổ hoàng kinh là một loại sức mạnh dân hiến nhân hoàng tế thiên hy sinh chính mình cho người khác được lợi nó tác dụng lên người hắn vốn là sức mạnh cứu vớt nhưng bị sức mạnh nghịch chuyển nhân quả của hắn đổi thành tàn hại. Chu Văn ôm tâm trạng làm thử một lần, không dám dùng hết sức để phòng ngừa sức mạnh của cổ hoàng kinh không thể tổn thương mặt hách, nếu hắn bà dốc hết sức đập một phát thì e rằng mặt hách đã bị đập chết. Tìm người đưa hắn về đi. Chu Văn không phải hạng người ham giết chóc, cũng không có lý do bắt buộc giết mặt hách. Nếu là người khác có thể sẽ cho rằng mặt hách là kẻ địch, chỉ muốn giết hả dạ, nhưng Chu Văn đứng ở vị trí khác nhau, tầm mắt cũng khác đặc biệt là mấy lần trò chuyện với lão sư Vương Minh Uyên khiến Chu Văn tỉnh táo nhận ra rằng kẻ địch của hắn không phải loài người, cũng không phải những người phát ngôn mà là dị thứ nguyên kinh dị kia. Những người phát ngôn này có lẽ về sau sẽ thành hy vọng và sức chiến đấu chủ yếu của loài người, đó là tại sao hắn không phản đối phong thu nhạn, Minh Tú trở thành người phát ngôn. Mặt hách kinh ngạc hỏi. Ngươi không giết ta. Hắn không ngờ rằng Chu Văn sẽ kêu người đưa hắn về chứ không phải giết hắn người khác có lẽ sẽ sợ hãi thế lực của thần chi gia tộc bởi vì có điều băn khoăn mà không dám xuống tay với mặt hách nhưng hắn thì rõ ràng an gia vốn không định thỏa hiệp với thần chi gia tộc dù an gia chịu thỏa hiệp thì tồn tại giống như chu văn không cần băn khoăn thần chi gia tộc chu văn bình tĩnh hỏi ngược lại tại sao ta phải giết ngươi mặt hách ngây người sau đó đáp bởi vì ta hiện tại là kẻ địch của ngươi kẻ địch của ta chưa bao giờ là loài người Chu Văn nói rồi xoay người đi hướng bản chân anh. Nhìn bóng dáng của Chu Văn, sắc mặt mặt hách thay đổi liên tục, suy đi nghĩ lại câu kẻ địch của ta chưa bao giờ là loài người, không biết cảm xúc trong lòng của hắn như thế nào. Bản chân anh cử hai đệ tử đưa mặt hách đi, hắn dẫn đám đệ tử còn lại đi theo Chu Văn về quy đức cổ thành. Vốn các trưởng lão không muốn rời đi quy đức cổ thành, hiện tại đều hớn hở vui vẻ, thường lượng qua lượng lại trước mặt Chu Văn, luôn miệng kêu Chu tiên sinh, rất là nhiệt tình. Tâm trạng của Chu Văn khá tốt, vốn cho rằng chỉ là đi ra vất vả một chuyến, không ngờ tìm được phương pháp thăng cấp sư vực. Chu Văn đang tính trở về sẽ tìm nhóm phong thu nhạn, minh tú, tần trăng thử xem có thể tăng sư vực lên cấp độ thiên giới không. Lúc đến thì Chu Văn trực tiếp sử dụng năng lực di động không gian, cơ hồ không mất thời gian, khi về phải mang theo trên triệu đệ tử nhị thiên phi tiên cung đi từ từ, cho nên không nhanh như vậy. Bởi vì chọn tuyến đường khá an toàn, dọc đường đi không gặp phiền phức gì quá lớn, chút rắc rối nhỏ không cần chu văn ra tay, tự nhóm bản chân anh có thể giải quyết, hắn trở nên rảnh rỗi. Muốn mở trò chơi phó bản, nhưng di động còn trong trạng thái nạp điện, không thể chơi được. Thời gian nạp điện lâu hơn chu văn dự tính, qua hơn 50 tiếng rốt cuộc nạp đến 99%, chỉ còn 1% cuối cùng là đầy pin. Chu Văn cầm di động, vẫn luôn chờ đầy phần trăm cuối cùng, hắn rất tò mò khi di động đầy pin thì có cái gì khác nhau bình thường nạp điện di động chỉ là vì hoạt động liên tục di động thần bí hoàn toàn không có nhu cầu hoạt động liên tục khi nó đầy pin thì nên có biến đổi gì đó mới đúng tin cùng với tiếng chuông lượng điện đã đủ trăm phần trăm trong mong đợi của chu văn hình ảnh di động rốt cuộc thay đổi hình cục pin biến mất không thấy màn hình biến thành màu đen chính giữa màn hình hiện ra một hàng chữ màu trắng lượng điện đã đầy hệ thống đang khởi động lại khởi động lại Tại sao không phải là thăng cấp? Chu Văn hơi thất vọng, còn tưởng sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất gì, không ngờ là khởi động lại. Di động không để Chu Văn đợi quá lâu, chốc lát sau, hàng chữ kia biến mất, màn hình di động lại sáng lên, vào mặt bàn quen thuộc. Nhìn hình ảnh quen thuộc, Chu Văn dùng ngón tay vạch vài cái, không phát hiện có khác biệt rõ ràng gì, hình nền cũng giống hệt, ai con các trò chơi phó bản đều giống hệt ban đầu đừng nói là thứ này thật sự chỉ nạp điện để có thể hoạt động liên tục nhé chu văn buồn bực loay hoay cả ngày rồi hình như thật sự không có gì khác nhau chu văn lật qua lật lại xem mấy lần trừ những ai con trò chơi phó bản đã tải về ra thì không có gì thêm vào nhìn sao cũng giống hệt cái cũ chu văn không chết tâm lại nghiên cứu một hồi lâu hắn đã hoàn toàn thất vọng di động thần bí thật sự không có thay đổi gì đùa với mình chắc chu văn thầm bực mình nhưng cũng không có biện pháp gì, tùy tay mở phó bản kiến thành, mấy ngày không mở phó bản, hắn định vào xem, để coi có thể mở ra thứ hữu dụng gì không. Những người này sau khi nạp đầy pin thì xác suất rớt đồ có cao hơn không, không có lý nào chẳng có chút tác dụng gì. Chu Văn thầm nghĩ, nhìn phó bản kiến thành mở ra, hắn bỗng sững sờ. Chu Văn nhấn vào icon, nhưng không giống trước kia trực tiếp vào hình ảnh game mà hiện ra hai lựa chọn hình thức bình thường hình thức bí mật mình biết ngay mà không thể nào không có thay đổi gì không lẽ là phó bản bí mật trong truyền thuyết chu văn thấy hai lựa chọn thì thoáng chốc mừng rỡ không chút do dự chọn hình thức bí mật trong game từng chơi thường sẽ có một số chỗ bí mật chơi hình thức vượt ải cũng rất có thể không phát hiện những phó bản thần bí bị che giấu thường phải dùng phương pháp đặc biệt mới vào trong được trong phó bản bí mật thường sẽ có các loại bót và báu vật bí mật còn có xác suất rất bảo bối cao hơn phó bản bình thường nhiều chu văn tưởng tượng hình ảnh vào phó bản bí mật tùy tay chém giết mấy sinh vật dị thứ nguyên thì rất trứng phối sủng và nguyên khí kết tinh đầy đất làm hắn hưng phấn không kịp đợi nếu may mắn không chừng chém vài con quái nhỏ sẽ rất thần khí tưởng tượng thôi đã khiến người hưng phấn phó bản kiến thành là phó bản tài sản trong di động cũng là phó bản đầu tiên mà chu văn tiếp xúc nhưng mãi đến bây giờ chu văn vẫn không thể giết được người thủ hộ của kiến thành theo thời gian, không ngờ người thủ hộ trở nên càng lúc càng mạnh, xem như tồn tại duy nhất không có cái thứ hai. Tiến vào phó bản kiến thành, hình ảnh trong game không có gì thay đổi, những sinh vật dị thứ nguyên loài kiến không có dấu hiệu biến mạnh, với thực lực hiện tại của Chu Văn tùy tay một chiêu có thể giết một đàn kiến. Rất nhanh đến chỗ ổ kiến, Chu Văn đang định xông vào tổ ông to lớn nơi ở của Hoàng Kim Nghĩ Vương, nào ngờ đột nhiên trông thấy ánh sáng rực rỡ khác lạ bắn ra từ màn hình nói là kiến thành nhưng thật ra là một hang núi to lớn bên trong có nhiều ổ kiến trước kia chu văn dọn sạch ổ kiến cuối cùng mới đánh một trận với người thủ hộ của kiến thành bố cục hang núi và ổ kiến không thay đổi nhưng vị trí tận cùng bên trong hang núi có một chỗ vách núi lấp lánh ánh sáng vàng chu văn nhìn kỹ phát hiện trên vách đá phát ra ánh sáng vàng có một viên nham thạch nhô ra nham thạch chỉ to cỡ bàn tay hơi nhô ra hình cung màu sắc chất địa không khác gì nham thạch bình thường nếu không phải nham thạch kia lấp lánh ánh sáng vàng thì dù Chu Văn đi qua đây bao nhiêu lần cũng sẽ không chú ý tới nó. Chu Văn không chọc vào đàn kiến trong kiến thành nữa, trực tiếp gọi về áo tàng hình mặc vào người, lặng lẽ đến trước nham thạch phát ánh sáng vàng, vương tay sờ. Nham thạch không có gì khác lạ, nham thạch bên cạnh cũng không có gì khác nhau, chắc không phải là báu vật gì. Chu Văn thử thăm dò, khi hắn thử gồng sức xoay tròn nham thạch thì không ngờ nham thạch này nhúc nhích, chợt nghe tiếng răng rắc nham thạch trục vào trong vách núi rồi vách núi kia nứt ra cái khe đủ cho một người đi qua trong khe nước rực rỡ ánh sáng vàng nhìn không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì chu văn đành bỏ qua ý định quan sát trước mới tính tiếp hắn khống chế người tí hon màu đỏ chui vào khe nứt nhìn từ bên ngoài thì rực rỡ ánh sáng vàng nhưng ánh sáng kia tựa làn sóng mỏng anh xuyên qua vần sáng vàng thì thấy bên trong có cái hang hang không lớn không gian cỡ nhà kho của công xưởng trong hang to lớn không thấy bóng dáng sinh vật dị thứ nguyên nào, chỉ có một vật hình quả trứng to lớn được điêu bằng vàng rồng đặt trên bệ đá. Thứ này rực rỡ sắc vàng giống vàng 24K, cao hơn 1 mét, rộng gần 1 mét, trông tròn tròn, bên trên có nhiều hoa văn kỳ dị, quanh co khúc khuỷu không biết là đồ án gì, hoặc không phải đồ án mà là vàng bẩm sinh. Đây là trứng phối sủng. Chu văn vuốt ve trứng hoàng kim, di động lập tức hiện ra thông tin. Hoàng kim ma nghĩ vương, phàm thai, có thể tiến hóa. Sức mạnh, 11. Tốc độ, 11. Khí lực, 11. Nguyên khí, 11. Kỹ năng thiên phú, người thủ hộ hoàng kim, ma hóa, nghĩ lực thần, vương hóa. Trạng thái cộng sinh, hoàng kim chiến giáp. Phối sủng có thể tiến hóa. Biểu cảm của Chu Văn trở nên kỳ lạ, hắn miễn phí nhặt được thứ này, xem kỹ năng của nó nào là vương nào là ma thần, có vẻ rất ghê gớm nếu mỗi dị thứ nguyên lĩnh vực đều có nơi bí mật giống như vậy thì chẳng phải là có thể nhặt thần rơi đầy đất nghĩ đến đây chu văn cười toe toét trực tiếp ấp trứng hoàng kim ma nghĩ vương hắn không nhìn bề ngoài của nó như thế nào đã vội vàng ra khỏi phó bản kiến thành chọn vào phó bản bắt đầu thất tinh kiến thành chỉ có thể xem như trò chơi phó bản cấp thấp trừ người thủ hộ của kiến thành ra sinh vật dị thứ nguyên thấp thấy tội phó bản như vậy mà có phối sủng có thể tiến hóa Vậy thì phó bản cấp cao như bắt đầu thất tinh sẽ có báu vật bí mật như thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi đã làm Chu Văn vừa hưng phấn vừa mong đợi. Đương nhiên, còn có một ít phó bản càng cấp cao, mấy nơi như Kỳ Tử Sơn, tuy có lẽ sẽ ẩn giấu thứ càng tốt hơn, nhưng Chu Văn chưa thể mở ra những nơi đó, không phải chỗ nào đều có thể tùy tiện đi vào. Lỡ như phó bản bí mật là nơi Chu Văn không thể đến thì có đi vào cũng vô dụng. Chu Văn đã có thể đánh xuyên thất tinh cung trong phó bản bắt đầu, dù phó bản bí mật kia nằm ở đâu thì hắn đều có thể tìm ra, hắn định lấy nó làm thử nghiệm. Chu Văn sốt ruột mở ra phó bản bắt đầu, giống như vừa rồi, có hai lựa chọn hình thức bình thường và hình thức bí mật, Chu Văn dứt khoát chọn hình thức bí mật. Vào tinh cung thứ nhất, Chu Văn không thấy phó bản bí mật ở đâu, hắn đành đến từng tinh cung, nhưng nhiều lần thất vọng. Sau khi đánh gục tinh quân trong sáu tinh cung, Chu Văn vẫn không thấy phó bản bí mật đâu xem ra chắc chắn nằm trong tinh cung cuối cùng rồi đến lúc đó chu văn ngược lại không sốt ruột truyền tống vào diêu quang tinh cung cuối cùng diêu quang tinh cung là nơi của phá quân tinh quân tòa cuối cùng trong bắt đẩu bảy tòa tinh cung đằng trước tinh cung có một cầu thang dài bước lên trên sẽ mất hết nguyên khí người mạnh đến đâu cũng sẽ bị phá quân tinh quân ngược giết nhưng đối với chu văn thì phá quân tinh quân là tinh quân dễ giết nhất trước cầu thang không thấy phó bản bí mật Chu Văn mở ra sư vực đi vào tinh cung, một kiếm vết phá quân tinh quân, tiếc rằng chỉ rơi được chút nguyên khí kết tinh, không phát hiện trứng phối sủng nguyên khí kết tinh. Hôm nay Chu Văn hoàn toàn không để ý mấy thứ này, thậm chí không nhìn kỹ nguyên khí kết tinh nằm dưới đất, bởi vì hắn phát hiện trong diêu quan tinh cung không ngờ có một chỗ lấp lánh ánh sáng màu băng lam. Diêu quan tinh cung là một loại trời sao cỡ nhỏ, nóc tinh cung hình cung có nhiều vì sao lấp lánh sáng, vốn nên là sao dăng đầy trời nhưng có một ngôi sao lấp lánh ánh sáng băng lam rực rỡ làm lu mờ ánh sáng của ngôi sao khác những ngôi sao khác trở nên tối tăm chỉ có ngôi sao kia phát sáng màu băng lam rõ ràng ngôi sao mini ở trong góc tỏa ánh sáng băng lam hẳn là mấu chốt đi hướng phó bản bí mật chu văn bước nhanh như bay chớp mắt đã đến trước ngôi sao mini tuy không biết cách mở ra phó bản bí mật nhưng nếu tìm được mấu chốt thì nghiên cứu ra phương pháp cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn chu văn nghiên cứu một lúc khi hắn thúc đẩy ngôi sao mini xoay tròn ngôi sao xoay một vòng thì bỗng bắn ra chùm sáng băng lam rực rỡ chu văn bị giật nảy mình thuấn di đến phương xa lại phát hiện chùm sáng băng lam kia không bắn về phía hắn mà vừa lúc bắn vào truyền tống trận của phá quân tinh cung truyền tống trận thoáng chốc bị nhuộm thành màu băng lam các luồng sáng băng lam lấp lánh khác với tình hình lúc bình thường bị kích hoạt đây là tinh cung cuối cùng bình thường qua truyền tống trận này sẽ truyền tống ra bắt đầu tinh cung hiện tại trông như có lối đi khác. Chu Văn đi vào truyền tống trận, truyền tống trận tỏa ánh sáng lam chói lòa trận lập tức khởi động, đưa hắn từ diêu quan tinh cung ra ngoài. Sau một lúc chóng mặt, phong cảnh trước mắt Chu Văn rõ ràng hơn. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Chu Văn ngây ra. Trước mắt hắn lại là một tòa tinh cung, tinh cung làm bằng kiến trúc hàng băng, các cục băng to lớn chống đỡ tinh cung, không có khung cửa và cánh cửa, đưa mắt nhìn liền thấy trong băng cung to lớn, vị trí chính giữa băng cung đứng một vị tinh quân mặc huyền băng khôi giáp. Tinh quân này đứng trên bệ băng, dáng người thẳng tắp, hơi ngẩng cao đầu, ánh mắt dưới mũ giáp huyền băng dường như đang nhìn bầu trời, hai tay đắp lên nhau đè trên chui huyền băng kiếm, mũi kiếm cắm vào bệ băng. Xem đường công nhấp nhô dù là áo giáp cũng không thể che giấu thì biết đây là một tinh quân nữ, nhưng khí thế của cô lại như quân lâm thiên hạ, khiến người muốn quỳ xuống lại. Tử vi tinh quân, Chu Văn xem tên của nữ tinh quân này trong game thì giật nảy mình, vẻ mặt khác lạ. Cái tên này quá quen thuộc với Chu Văn. Lúc trước Linh Dương lừa Chu Văn cổng khúc gỗ to đi tử cấm thành, kết quả đến tử cấm thành mới phát hiện khúc gỗ kia là một quan tài sống, tử vi tinh quân ngủ say ở bên trong, còn suýt lấy mạng nhỏ của Chu Văn. Nhưng tử vi tinh quân kia là một người thủ hộ, Chu Văn nghĩ có lẽ chỉ là trùng tên, giữa hai người không có quan hệ gì mới đúng. Nhưng giây tiếp theo, chu văn phát hiện hình như ý tưởng này của mình là sai lầm khi tử vi tinh quân chậm rãi cúi đầu nhìn hướng chu văn trong băng cung hiện ra ánh sáng sao tựa như sao đầy trời cùng phát sáng đó là chu thiên tinh thần đại trận mà chu văn cực kỳ quen thuộc lúc trước chu văn từng bắt chước chu thiên tinh thần đại trận của vị tử vi tinh quân kia còn tự sáng tạo một tiểu chu thiên đại trận chỉ nhìn thoáng qua toàn thân chu văn dựng đứng lông tơ gọi ra hỗn độn trứng cấp độ địa ngục bảo vệ thân thể mình bởi vì quá quen thuộc chu thiên tinh thần đại trận nên chu văn biết những ánh sáng sao này đáng sợ đến mức nào vị kia ở tử cấm thành đã rất kinh dị chu thiên tinh thần đại trận của vị này thoạt trông không có khác biệt gì lớn nhưng sức mạnh trong đó khiến chu văn cảm giác tim đập nhanh mới gọi ra hỗn độn trứng liền có ánh sáng sao đầy trời bắn một lượt ánh sáng sao vô cùng vô tận bắn vào hỗn độn trứng trong một chốc toàn bộ tinh cung đều bị ánh sáng sao nuốt chửng nguyên khí kết tinh trong hỗn độn trứng nhanh chóng tăng thêm hỗn độn trứng cấp độ địa ngục có thể gắn kết 100 triệu viên nguyên khí kết tinh thành một viên, dù vậy vẫn khó chứa hết nguyên khí sản xuất quá mau. Chỉ vài giây, hỗn độn trứng cấp độ địa ngục đã căng phòng nổ tung, lộ ra người tí hon màu đỏ trong ánh sáng sao, bị ánh sáng sao chớp mắt diệt gọn. Đây là thứ gì? Tuyệt đối là cấp độ thiên giới, chẳng phải phó bản bí mật nên là nhặt báu vật sao? Tại sao có thứ như vậy? Chu Văn nhìn màn hình trò chơi đen ngòm, dấu chấm hỏi treo đầy đầu. Kế hoạch vốn lập ra từ trước bây giờ xem ra không thể thực hiện được, Chu Văn ngẫm nghĩ dây lát, có suy đoán mới về phó bản bí mật. Hiện tại Chu Văn rất nghi ngờ phó bản bí mật của Kiến Thành không có sinh vật gì thứ nguyên, chỉ có một quả trứng phối sủng rất có thể là vì phó bản cài đặt kèm theo di động tương đương với phó bản cho người mới, quả trứng phối sủng Hoàng Kim Ma Nghĩ Vương giống như là phúc lợi cho người mới. Hiện tại Chu Văn nghiêm trọng hoài nghi trừ phó bản bí mật trong Kiến Thành ra, phó bản bí mật khác sẽ không dễ lấy được chỗ tốt giống như vậy. Muốn chứng thực suy đoán này cũng không khó, Chu Văn lại bắt đầu phó bản mới, lần này hắn mở ra phó bản là Long Môn Thạch Quật cấp thấp. Sự thật đúng như suy đoán của Chu Văn, khi hắn tìm được phó bản bí mật trong Long Môn Thạch Quật, phát hiện phó bản bí mật ở nơi đó là Long Tỉnh mà lúc trước Vương Minh Viên dùng để dị hóa. Nói vậy là những phó bản bí mật này cũng tồn tại trong hiện thực, chẳng qua có một số phó bản bí mật không bị người phát hiện. Trong đầu Chu Văn thoáng qua một ý nghĩ. Nhưng ngẫm nghĩ, cho dù mình biết vị trí của phó bản bí mật trong hiện thực thì cũng vô ích, dù sao có thể chơi phó bản bí mật trong game rồi. Không đúng. Chu Văn rất nhanh nhận ra trong việc này có vấn đề. Vì lúc trước hắn muốn vào phó bản bí mật trong kiến thành thêm một lần nữa, để coi có thể kiếm được trứng phối sủng hoàng kim ma nghĩ vương hay không, kết quả là bên trong không có gì cả tức là rất có thể thứ ở bên trong phó bản bí mật sẽ không đổi mới hoặc đổi mới cực chậm vậy thì biết vị trí của phó bản bí mật trong hiện thực trở nên cực kỳ then chốt đánh phó bản bí mật trong game một lần rồi đi hiện thực đánh thêm một lần nữa tương đương với lấy hai lần thưởng của phó bản bí mật giống như con rồng trắng trong long tỉnh ở hiện thực thì rồng trắng đã bị vương minh uyên dung hợp còn trong game vẫn tồn tại một con rồng trắng hiện tại chu văn chỉ cần giết con rồng trắng kia xem nó có đổi mới con khác ra hay không liền biết suy đoán vừa rồi là đúng hay sai con rồng trắng kia có thuộc tính băng hàng hơn nữa là sợ hãi cấp đối với chu văn trong thời kỳ học viện thì cơ hồ là tồn tại vô địch còn bây giờ thì hắn không ngán nó nữa nhìn con rồng trắng phun ra băng vụ như hàng triều cuồn cuộn chu văn một đấm đánh qua nguyên khí mạnh mẽ đánh sương mù băng bay ngược về chu văn vốn thầm nghĩ nắm đấm này của mình mà đánh vào người rồng trắng vậy rồng trắng sợ hãi cấp chỉ có nước bị đập nát. Nhưng kết quả lại khiến Chu Văn có chút kinh ngạc, chính mình một đấm trúng người rồng trắng, thân thể của nó vỡ ra như khối băng bị gõ mạnh, hoặc nhìn đã chết rồi. Mắt của Chu Văn không thấy hình dáng con rồng trắng đâu, nhưng trong phạm vi năng lực của đế thính thì vẽ ra bóng dáng một con rồng trắng trong não hải của hắn, nó còn ở tại chỗ. Chu Văn nhìn thật kỹ, còn sử dụng một số kỹ năng tăng mạnh tầm nhìn, bao gồm thấu thị chi nhãn của hắc ám y sư, kết quả vẫn không thấy con rồng trắng tồn tại sau khi giải trừ năng lực của đế thính chu văn lắng tai nghe nhưng không cách nào nghe thấy nơi đó có cái gì giống như là nơi đó không có gì cả phối sủng khác tăng mạnh thính lực cũng khó thể phát hiện bóng dáng của phối sủng chỉ có năng lực của đế thính mới phát hiện sự tồn tại của nó giống như bóng dáng của rồng trắng là u linh người bình thường không thể thấy u linh chỉ riêng người có mắt âm dương là thấy được thứ này rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ sinh vật gì thứ nguyên ma cũng có quỷ hồn chu văn nhìn thân thể rồng trắng vỡ nát rớt xuống càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ đang lúc chu văn suy nghĩ rồng trắng như quỷ hồn bỗng dưng nhúc nhích xông về phía hắn khi rồng trắng hành động thì im hơi lặng tiếng không khiến không gian dao động thật sự như u linh quỷ hồn trừ năng lực của đế thính ra không có sức mạnh khác có thể phát hiện ra sự tồn tại của rồng trắng sư vực cũng không thể phát hiện bóng dáng của rồng trắng chu văn đã thử dùng các loại sức mạnh khác khi rồng trắng hành động thì vẫn không phát hiện ra nó nhưng lúc con rồng trắng đến gần hắn có cảm giác tim đập nhanh với thực lực hiện tại của chu văn cho dù hắn đứng im không nhúc nhích sinh vật khủng cụ bình thường không thể nào bị thương nặng hắn hiện tại con rồng trắng này lại khiến hắn có phản xạ tự nhiên khi đối mặt mối nguy hiểm đây đúng là việc không thể tin được đang trong game nên chu văn không tránh né làm gì hắn muốn xem con rồng trắng sợ hãi cấp này có thể làm gì được hắn. Thật ra sâu trong lòng Chu Văn mơ hồ có một ý tưởng khác, nhưng bản thân hắn đều có chút không dám đối diện với ý tưởng đó, hắn muốn biết con rồng trắng này có loại năng lực gì, bởi vì vương minh viên dung hợp với con rồng trắng này thì tự nhiên cũng có năng lực của nó. Thân thể của Chu Văn mạnh mẽ cơ hồ có thể coi kinh sinh vật thiên tai cấp độ nhân gian, về mặt lý luận thì sinh vật sợ hãi cấp rất khó tạo thành đã kích mang tính hủy diệt cho hắn con rồng trắng này xông đến trước mặt chu văn nó như u linh quỷ hồn thật sự xuyên qua người chu văn không để lại vết thương nào trên người hắn nhưng khi rồng trắng xuyên qua thân thể chu văn thì người tí hon màu đỏ lại đột nhiên ngã xuống đất màn hình game tối đen đó là thứ gì chu văn thầm ngạc nhiên tuy đẳng cấp thật sự của hắn cũng là sợ hãi cấp nhưng sợ hãi cấp có thể giết được hắn thì rất hiếm thấy càng kỳ dị là trừ đế thính ra thế nhưng không có bất cứ năng lực nào nhìn thấy thứ đó đây mới là đáng sợ nhất. Nếu kẻ địch có năng lực như vậy thì chẳng phải là muốn giết ai thì giết. Đừng nói lúc ngủ khó mà phòng bị, cho dù không ngủ, trận to mắt theo dõi thì vẫn sẽ bị im hơi lặng tiếng giết chết, chết như thế nào đều không biết. Năng lực có thể phân tích quy tắc của các loại sức mạnh như sư vực mà cũng không thể phát hiện sự tồn tại của thứ kia, hơi bị kinh dị. Lại vào phó bản Long Môn Thạch Quật, Chu Văn muốn tìm hiểu rõ ràng thứ đó rốt cuộc là cái gì sau khi vào phó bản lần thứ hai trồng trắng khôi phục lại hình dạng vốn có thoạt nhìn nó không thật sự chết đi biến thành quỷ hồn thứ giống u linh quỷ hồn bình thường hẳn là loại năng lực nào đó của nó một lần nữa đánh chết trồng trắng trồng trắng như u linh lại xuất hiện giống như lần trước chốc lát sau âm thầm xông đến chỗ chu văn lần này hắn chọn né tránh tốc độ của trồng trắng u linh tự nhiên không sánh bằng chu văn nó đuổi theo chu văn chạy lung tung nhưng mãi không thể bắt kịp hắn chu văn vừa né tránh vừa quan sát rồng trắng phát hiện trong trạng thái kỳ dị này thì dường như rồng trắng không thể sử dụng kỹ năng khác được nó chỉ muốn chui vào người của chu văn chu văn gọi về bạo quân bỉ mông khiến bạo quân bỉ mông nên hướng rồng trắng u linh kết quả là bạo quân bỉ mông không nhìn thấy rồng trắng u linh dù bạo quân bỉ mông làm theo mệnh lệnh của chu văn là dốc hết sức đánh hướng rồng trắng u linh thì cũng giống như đánh vào không khí rồng trắng u linh xuyên qua người bạo quân bỉ mông giống như xuyên tường bạo quân bỉ mông lập tức chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất lần này chu văn thấy rõ ràng khoảnh khắc rồng trắng u linh xuyên qua cơ thể bạo quân bỉ mông thì rồng trắng biến thành sinh vật u linh giống hình người thứ này rất giống với bộ dạng của lão sư chu văn nhìn bộ dạng của sinh vật u linh kia giật mình thấy giống bộ dạng sau khi dị hóa của vương minh uyên đến 70%. nhưng nó không giống con người còn hơn cả vương minh uyên trông giống long nhân trong truyền thuyết đầu rồng mình người rất quái dị sinh vật u linh giữ bộ dạng long nhân trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi xuyên qua người bạo quân bỉ mông không lâu sau sau thì biến về hình dạng rồng trắng u linh chu văn lại thử vài lần thời đại các loại phối sủng mà bị rồng trắng u linh xuyên qua người thì sẽ chết ngay lập tức trên người không có vết thương giống như bị lấy đi linh hồn mỗi lần rồng trắng u linh cướp đi sinh mệnh của một phối sủng thì sẽ hiện ra trạng thái long nhân trong giây lát chu văn lại thử vài lần phát hiện khi nó ở hình dạng rồng trắng u linh trừ đế thính ra, các loại sức mạnh đều không thể tổn thương được nó, nhưng trong trạng thái long nhân thì có một ít sức mạnh có thể thương tổn đến nó. Thí dụ như đạo quyết và sức mạnh của tiểu bàn nhược kinh có thể tạo thành tổn thương khi nó trong trạng thái long nhân. Thật là năng lực kỳ lạ. Sau khi trách nghiệm nhiều lần, Chu Văn đã hiểu biết toàn diện về sinh vật U Linh, hắn trực tiếp sử dụng sức mạnh của đạo quyết, một đấm nổ nát sinh vật U Linh. Săn giết sinh vật khủng cụ Linh Lung Cửu kiếu Long, phát hiện nguyên khí kết tinh săn vết kẻ trái luật người thủ hộ sợ hãi cấp chu văn ngơ ngẩn nhìn thông báo của di động thậm chí không thèm nhìn thứ rơi ra ở dưới đất chuyện gì thế này không lẽ người thủ hộ kia ký sinh ở trên người linh lung cửu khiếu long nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu chu văn có thể khẳng định lúc trước vương minh uyên hẳn là dung hợp kẻ trái luật chu văn cúi đầu nhìn thứ rơi ra mặt đất phát hiện trừ nguyên khí kết tinh ra còn có một thứ mà hắn chưa từng gặp đó là một thứ giống băng giống sao, hình dạng cực kỳ bất quy tắc, giống như trái tim, lại giống như đầu lâu, rồi lại không giống gì cả. Trên vật thể như băng tinh này có chín lỗ thủng kích cỡ khác nhau. Trong game hiện tên của nó là Cửu khiếu linh lung, Chu Văn nhặt lên, xem kỹ chất liệu của nó. Cửu khiếu linh lung, có thể cho phối sủng thông suốt. Chu Văn biết những chữ này, nhưng nối lại với nhau thì không hiểu có ý gì. Ý của chữ thông suốt là đánh thông khiếu huyệt nào đó trong người hay mang ý giống với ngộ đạo chu văn biết có cách nói thông suốt trong loài người nhưng từ đó ý chỉ ai đó đầu óc mít đặt học cái gì cũng không xong có ngày đột nhiên hiểu thấu hết học sơ là thông ngay nhưng áp dụng từ này lên người phối sủng sẽ có hiệu quả gì thì chu văn đoán không ra nếu chỉ đơn giản là khiến phối sủng biến thông minh hơn thì không giúp được gì nhiều cho chu văn bởi vì đối với hắn đa số phối sủng chỉ là công cụ hắn hoàn toàn có thể điều khiển phối sủng đi chiến đấu không cần phối sủng quá thông minh hơn nữa phối sủng chủ lực của chu văn trên cơ bản đều có chỉ số thông minh cao dường như không cần càng thông minh hơn chu văn tìm một vòng trong phó bản bí mật nhưng không thấy thứ khác cơ hồ có thể chắc chắn cửu khiếu linh lung hẳn là phần thưởng của phó bản bí mật đồ vật trong game phải sử dụng trong game không thể mang đi bỏ lại trong game lại sợ phó bản đổi mất thì đồ vật biến mất chu văn đành phải quyết định cho phối sủng nào đó sử dụng cửu khiếu linh lung ngay bây giờ cho tiểu anh anh nhìn xem. Chu Văn muốn gọi về ma anh, nhưng không gọi ra được, hắn chợt nhớ ra ma anh còn đang tiến hóa, căn bản không thể gọi về. Thật ra nếu là thứ mở ra trí khôn thì Chu Văn còn có một tuyển chọn, đó là cho ma giáp hổ phách tướng sử dụng, cái tên kia tựa như cổ máy chỉ biết giết chóc, hình như trí khôn không cao, nếu có thể biến thông minh hơn một chút thì chắc chắn sẽ càng đáng sợ. Không may là thuộc tính và kỹ năng của ma giáp hổ phách tướng như gai đâm trong lòng Chu Văn, bởi vậy, tốt nhất là đừng cho ma giáp hổ phách tướng dùng ma anh đang tiến hóa ma giáp hổ phách tướng thì thôi bỏ đi vậy rốt cuộc nên cho ai dùng đây chu văn suy nghĩ từng phối sủng của mình cuối cùng gọi ra đế thính thật ra trí khôn của đế thính không thấp nhưng nó mãi không nói tiếng người cho người cảm giác chỉ số thông minh không quá cao chu văn không chắc cửu khiếu linh lung có tác dụng gì cũng không có phối sủng nào đặc biệt muốn thăng cấp cho đế thính dùng xem như tuyển chọn không tệ Nhận được mệnh lệnh của Chu Văn, đế thính một hơi nuốt vào cửu khiếu linh lung, trong người nó thoáng chốc tỏa ánh sáng vàng chói mắt, khuyên tai trên sáu vành tai lần lượt vỡ vụn. Hiệu quả mạnh vậy sao? Chu Văn bị giật nảy mình, lâu rồi hắn không khiến đế thính làm vỡ khuyên tai, hiện tại sáu khuyên tai cùng vỡ vụn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không hay. Điều đáng mừng duy nhất là đang trong game, cho dù thật sự xảy ra chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến đế thính trong hiện thực nếu trong hiện thực mà sáu khuyên tai cùng vỡ vụn đế thính có xác suất thoát khỏi kiểm soát của chu văn trước kia từng xảy ra tình huống này chu văn nhìn chằm chằm vào màn hình di động nhìn sau khi khuyên tai vỡ vụn thân thể của đế thính biến thành một con vượng khỉ màu vàng khủng cụ trên người bắn ra ánh sáng vàng hơi thở bạo ngược gần như bay ra khỏi màn hình theo ánh sáng vàng càng lúc càng chói mắt thân thể khỉ vượng ngược lại biến nhỏ dần từ từ chuyển biến thành hình dạng loài người Chu Văn từng thấy một lần hình dạng này của đế thính, cảm giác hơi giống siêu say đa biến hình của nhân vật chính nào đó trong một bộ truyện tranh. Nhưng đế thính trong trạng thái đó cơ hồ suýt thoát khỏi kiểm soát của Chu Văn, vùng thoát đội ngũ phối sủng của hắn. Hiện tại đế thính lại biến thành hình dạng chiến sĩ trai đẹp tóc vàng cuồng giả, không biết có phải đang trong game hay không mà lần này Chu Văn không có cảm giác bị cắt đứt liên hệ với đế thính. Trong tình huống sáu khuyên tai đều vỡ vụn, biến thành hình người thì liên hệ giữa Chu Văn và đế thính vẫn chặt chẽ, không phải loại như có như không giống lúc trong hiện thực gọi về đế thính. Trên đầu đế thính bắn ra chính luồng sáng nhiều màu kỳ dị, trông như tự mở chính cái lỗ, thật ra là bởi vì nguồn sáng chỗ đó quá chói khiến người sản sinh ảo giác. Chính chỗ phát sáng đối ứng với chính vị trí lỗ thủng trên cửu khiếu linh lung. Rao Chính chỗ phát sáng trên đầu cũng tỏa ánh sáng chói mắt, giống như núi lửa phun trào đợt cuối, ánh sáng cơ hồ khiến người không mở mắt ra được, chỉ có thể nghe tiếng trống đau đớn của đế thính. Khi ánh sáng rực rỡ mờ dần, Chu Văn mới lại thấy rõ cảnh tượng trong game. Đế thính biến thành hình người là trai đẹp tóc vàng cuồng giả đứng ở nơi đó, cao hơn Chu Văn nửa cái đầu, bộ dáng thoạt nhìn có chút tà mị, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ, giống như đang nhìn người tí hon màu đỏ. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, trước kia khi Chu Văn sử dụng đế thính thì luôn lo âu hoảng hốt, sợ nó đánh luôn mình, hoặc sợ nó cắt đứt quan hệ với mình đây là lần đầu tiên đế thính loài người hoàn toàn mở ra mà vẫn yên lặng đứng ở trước mặt chu văn trong khi khuyên tai đã vỡ chu văn mở ra bản thông tin của đế thính xem xét thuộc tính và đẳng cấp hiện tại của đế thính đế thính cấp độ thiên tai có thể tiến hóa mệnh cách tai mắt thông thiên mệnh hồn hóa tà vận mệnh chi luân chung cực địa ngục chi miết bàn khủng cụ hóa thánh tà cấp s Lĩnh vực thiên tai, phá tà, thiên giới Sức mạnh, 999 Tốc độ, 999 Sức lực, 999 Nguyên khí, 999 Kỹ năng thiên phú, đế thính, bất hủ kim thân, tịch tà, cửu cực Trạng thái cộng sinh, khuyên tai Hay thật không ngờ thuộc tính của cấp độ thiên giới có thể đạt được 999. Vẻ mặt Chu Văn vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên hắn còn chưa có thăng cấp cấp độ thiên tai, mức giới hạn thuộc tính cao nhất là 99, cấp độ nhân gian có thể đột phá thêm 100 điểm thuộc tính, cao nhất là được 199 điểm thuộc tính. Thuộc tính của cấp độ địa ngục thấp nhất là 200, cao nhất là bao nhiêu thì Chu Văn còn chưa thể xác định, hắn suy đoán cỡ 400 hoặc 399, nhưng thuộc tính 999 của cấp độ thiên giới thật sự hơi bị kinh khủng. Nếu tử vi tinh quân trong bắc cực tinh cũng có thuộc tính như vậy thì có thể đánh nát hỗn độn trứng cấp độ địa ngục cũng không xem như kỳ lạ. Đương nhiên, Chu Văn đang nghe truyện trên TV Audio CV cảm thấy không phải mỗi phối sủng đều có thể đạt thuộc tính như vậy, dù sao thiên phú của nhiều phối sủng chỉ có bấy nhiêu, chưa chắc có thể thăng cấp đến cấp độ thiên giới, cho dù thăng cấp lên cấp độ thiên giới thì thuộc tính cũng chưa chắc đều tràn đầy. Chu Văn cho rằng chỉ số thuộc tính 999 hẳn là thuộc tính mát của cấp độ thiên giới, phỏng chừng ma anh thăng cấp lên cấp độ thiên giới sẽ có thuộc tính như vậy. Phối sủng khác thì khó nói, cùng là phối sủng có thể tiến hóa nhưng cũng chia ra cao thấp, mạnh yếu. Chu Văn rất muốn thử gọi ra đế thính trong hiện thực, nhưng ngẫm lại xung quanh đều là đệ tử của nhị thiên phi tiên cung nên đành thôi. Chu Văn cố nén nỗi lòng hưng phấn, ra khỏi phó bản kiến thành, hắn mở ra phó bản bắt đầu thất tinh, muốn thử xem đế thính cấp độ thiên giới có thể hạ gục tử vi tinh quân được không. Đế Thính cấp độ thiên giới sẽ mạnh đến mức nào? Chu Văn Háo hức muốn trông thấy năng lực của Đế Thính. Khi đối diện tham lang tinh quân, Chu Văn gọi về Đế Thính, còn thả ra hình dạng loài người mạnh nhất. Tham lang tinh quân vung nắm đấm, ánh sáng kinh dị chiếu sáng nguyên tinh cung. ầm 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 ầm. Đế Thính tùy tay tung nắm đấm, tham lang tinh quân cùng với một nửa tinh cung đều bị đập nát. Nhìn tham lang tinh cung giống như phế tích, Chu Văn há hốc mồm nửa ngày không khép lại được. Đậu xanh rau má, bạo lực quá. Chu Văn nhũ thầm, trên mặt vui như hoa nở. Tự môn tinh quân bị giết trong vòng một nốt nhạc, không có gì bất ngờ xảy ra. Chu Văn vốn cho rằng Lộc tùng tinh quân có năng lực gây tổn thương ngược có lẽ sẽ mang đến chút phiền phức cho phối sủng dạng thuần sức mạnh như đế thính, hoặc rất có thể cần Chu Văn tự mình ra tay. Ban đầu Chu Văn suy nghĩ đế thính dù mạnh nhưng chống lại sức mạnh tương sinh tương khắc thì cuối cùng vẫn phải dựa vào chủ nhân là hắn mới qua ải phó bản bắt đầu thất tinh được. Nhưng kết quả khiến Chu Văn rớt trong mắt, đế thính một đấm đập nát lục tồn tinh quân, gì mà tổn thương ngược, gì mà không thể lấy cứng chọi cứng, tất cả đều vớ vẩn, ở trước mặt đế thính bạo lực, không có gì là một đấm giải quyết không được. Nếu có, vậy thì lại thêm một đấm. Văn khúc tinh quân bị diệt gọn, liêm trinh tinh quân bị diệt gọn, vũ khúc tinh quân bị diệt gọn, bậc thang có thể khiến người đánh mất nguyên khí ở trước cửa phá quân tinh cung cũng không thể ngăn bước chân của đế thính không cần sức mạnh sư vực của chu văn kiềm chế lực lượng cấm kỵ đế thính nhàn nhã bước lên phá quân tinh cung sau đó một đấm đánh nát bấy phá quân chu văn xem như kiến thức được cái gì gọi là bạo lực phá tất cả cái gì là một pháp phá vạn pháp đế thính không có nhiều năng lực kỳ lạ nhưng sức mạnh của hắn quả thực là vô địch đương nhiên Chu Văn sẽ không ngây thơ cho rằng đế thính chỉ có sức mạnh mà thôi, dù là thuần sức mạnh thì cũng cần có điều kiện, là vì các loại năng lực hóa tà, thánh tà, phá tà, tịch tà, bởi vì có những năng lực này mới khiến đế thính dùng sức mạnh đánh nhau mà không chút kiên dè, sẽ không bị một số sức mạnh kỳ lạ kiềm chế. Nếu không thì chỉ riêng ải của lộc tồn tinh quân không phải chỉ dựa vào sức mạnh là vượt qua được. Chu Văn đi theo sau lưng đế thính, hắn có nhiệm vụ duy nhất là sử dụng truyền tống trận vào tinh cung tiếp theo, Xử lý phá quân xong, hắn lại mở ra truyền tống trận bí mật đi hướng Bắc Cực Tinh cung. Đế Thính mạnh mẽ như vậy, phỏng chừng sẽ không yếu hơn Tử Vi Tinh quân đâu. Lại đến trước ban cung, nhìn Tử Vi Tinh quân ấn kiếm đứng thẳng trong cung điện, trong lòng Chu Văn hơi thấp thỏm. Đế Thính đúng là rất mạnh, nhưng Tử Vi Tinh quân cũng không yếu, tồn tại có thể đánh nát hỗn độn trứng cấp độ địa ngục thì tuyệt đối không thể khinh thường. Cảm ứng được Chu Văn và Đế Thính đến, tử vi tinh quân chậm rãi cúi đầu nhìn về hướng bọn họ trên người cô bắt đầu dâng lên ánh sáng sao rực rỡ toàn bộ tinh cung dường như biến thành biển trời sao vô tận ánh sáng sao đầy trời bắn hướng nhóm chu văn khiến cả hai như ở trong đại dương ánh sáng sao đế thính đứng trước mặt chu văn trên người phát ra ánh sáng vàng nhấp nháy như dòng điện con ngươi màu vàng tràn ngập giả tính dường như xuyên qua muôn vàng ánh sáng sao va chạm vào ánh mắt của tử vi tinh quân chu văn trực tiếp gọi về hỗn độn trứng bảo vệ thân thể của mình Vậy là trong chiến đấu, việc hắn cần làm chỉ là bảo vệ mạng của mình, không cho chính mình trở thành cục nợ vướng chân đế thính. Muôn vàng ánh sáng sao đang xem chiếu xuống, như thiên hà đổ xuống, kinh dị không cách nào tưởng tượng, sợ là tận thế cũng chỉ đến thế là cùng. Toàn thân đế thính tỏa ánh sáng vàng, ngẩng đầu đối diện ánh sáng sao vô cùng vô tận không chỗ không ở, đế thính không có chút gì là trốn tránh hoặc muốn phòng ngự, hai chân dẫm mạnh, thân thể như đạn pháo đón ánh sáng sao bắn lên cao chu văn phát ra một tiếng kêu thảm thiết hố cha đế thính tuy là phối sủng dạng thuần sức mạnh không có năng lực sức mạnh toát ra ngoài gì cả nhưng chỉ vẻn vẹn dao động sinh ra khi sức mạnh đột phá không gian đã đánh bay chu văn ra ngoài nguyên khí trong hỗn độn trứng điên cùng hóa thành kết tinh còn chưa đối kháng với ánh sáng sao nguyên khí trong hỗn độn trứng đã chất đóng một nửa hỗn độn trứng bị chấn lan lộn khiến chu văn âm thầm kêu khổ hắn thề sau này chiến đấu tuyệt đối phải cách đế thính xa một chút những ý nghĩ hỗn loạn còn đang quay cùng trong đầu chu văn thì bỗng nghe một tiếng nổ kinh dị đế thính trực diện đấu với ánh sáng sao của đại chu thiên tinh thần trận vô số ánh sáng sao đang vào nhau trên người của hắn giao thác tựa như laser cắt xuống ánh sáng đó cực kỳ sắc bén dường như có thể cắt đứt tất cả nhưng khi chém vào thân hình rực rỡ ánh sáng vàng của đế thính thì bỗng chốc vỡ vụn như pha lê đế thính phá tan từng lớp ánh sáng sao một đấm đánh về phía tử vi tinh quân đứng giữa đại điện tử vi tinh quân rốt cuộc có động tác một tay rút ra huyền băng kiếm cắm dưới đất thanh huyền kiếm giống băng đen thoáng chốc tràn ngập ánh sáng sao mũi kiếm chém thẳng va chạm với nắm đấm của đế thính ầm uhm. ánh sáng hai màu vàng và lam nổ tung sản sinh sóng xung kích ập đến chấn bên trong hỗn độn trứng kết tinh vô số gần như bị trướng vỡ bây giờ chu văn không rảnh chú ý chiến đấu của đế thính và tử vi tinh quân nữa nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là sống sót lỡ hắn chết là game over đế thính có mạnh cỡ nào cũng vô ích. Nhưng dựa vào sức mạnh của hỗn độn trứng thì rõ ràng không thể nào tiếp tục sống sót, đầu óc chu văn chuyển động nhanh, nghĩ cách làm sao sống lâu thêm một lúc. Tuy sư vực có tác dụng đôi chút, nhưng phòng ngự không phải điểm mạnh của sư vực, cho nên tác dụng không quá lớn. Trừ sư vực và hỗn độn trứng ra, Chu Văn còn có hai sức mạnh cấp bậc lĩnh vực, một cái là lĩnh vực nhân hoàng tế thiên, thứ này hiển nhiên cũng không thích hợp tình huống hiện tại cái thứ hai là vô thủy kiếm vực nhưng dưới tình huống bình thường vô thủy kiếm vực dùng để công kích hơn nữa vô thủy kiếm vực chỉ mới đến cấp độ nhân gian rất khó đối kháng lại sức mạnh của đại chu thiên tinh thần trận cấp độ thiên giới nhưng có trợ giúp của sư vực chu văn nhạy cảm phát hiện một chút cơ hội vô thủy kiếm vực cấp độ nhân gian dù biến đổi cỡ nào cũng không thể đối kháng với đại chu thiên tinh thần trận nhưng bởi vì đế thính hấp dẫn đa số ánh sáng sao cho vô thủy kiếm vực có chút xíu cơ hội một chút cơ hội này còn là do Chu Văn cực kỳ hiểu biết Đại Chu Thiên Tinh thần trận, hắn thậm chí lấy bản gốc làm mẫu, tự sáng tạo Tiểu Chu Thiên Tinh trận, mới khiến hắn nghĩ đến một cách cố gắng vớt vát. Sống hay chết đành liều một phen. Chu Văn cắn răng một cái, điên cuồng điều động luyện khí quyết, vô số kiếm hoàng hạt bắn ra, vòng quanh bên ngoài hỗn độn trứng. Không ngờ kiếm hoàng hạt sắp hàng theo phương thức Chu Thiên, đó là Tiểu Chu Thiên Tinh thần trận mà Chu Văn sáng chế ra nếu dùng để đối phó thiên tai bình thường, tiểu chu thiên tinh thần trận do kiếm hoàng hạt tổ hợp ra có thể nói là chặt chẽ không thể phá. nhưng trong đại chu thiên tinh thần trận của tử vi tinh quân thì bị phá hủy dễ dàng. nhưng kiếm hoàng hạt không phải chân chính bị phá hủy, kiếm hoàng hạt là một loại sức mạnh có hai loại đặc tính hư và thực song song, hoặc nhìn dường như bị phá hủy, trên thực tế chỉ là chuyển biến thành hư hạt. về mặt lý luận thì kiếm hoàng hạt là chân chính bất tử bất diệt. đương nhiên kiếm hoàng hạt hóa thành hư hạt tạm thời không còn tác dụng chu văn phải chống đỡ đến lúc kiếm hoàng hạt lại chuyển thành thực hạt mới được nếu như là lúc bình thường chu văn không thể nào thoáng chốc ngưng tụ ra quá nhiều kiếm hoàng hạt chính là hiện tại trong hỗn độn trứng tràn ngập nguyên khí kết tinh hơn nữa mỗi một nguyên khí kết tinh đều là chồng lên với đơn vị hàng trăm triệu lượng nguyên khí lớn kinh người chu văn thử lấy bản thân làm môi giới hoặc nên nói là trạm trung chuyển lợi dụng luyện khí quyết điên cùng hấp thu những nguyên khí kết tinh này Tiếp đó chuyển hóa thành Tiểu Chu Thiên Tinh thần trận do kiếm hoàng hạt kết thành, đối kháng với sức mạnh khủng bố bên ngoài. Thân thể của Chu Văn dù sao chỉ là sợ hãi cấp, nếu lượng nguyên khí khổng lồ bị trực tiếp hút vào trong thân thể thì e rằng hắn không chịu nổi. Nhưng hiện tại Chu Văn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào luyện khí quyết. Luyện khí quyết vốn là một loại nguyên khí quyết siêu cấp tốn tiền, tu luyện đến hiện tại Chu Văn đã không biết cắn nuốt bao nhiêu nguyên khí kết tinh mới tu luyện lên đẳng cấp cỡ này. Trước kia Chu Văn sẽ cảm giác đau lòng, hiện tại thì hắn ước gì khẩu vị của luyện khí quyết đủ lớn, có thể chuyển hóa nguyên khí kết tinh bị hắn hút vào thành kiếm hoàn hạt hết đi. Một khối nguyên khí kết tinh chồng lên với đơn vị hàng trăm triệu đã có thể trướng nổ thân thể khủng cụ yếu ớt của Chu Văn, hiện tại nguyên khí kết tinh bị hắn hút vào trong người đã lên đến hàng nghìn, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chu văn cũng không muốn hút nhiều như vậy, nhưng nếu không hút thì nguyên khí kết tinh liên tục chồng chất sắp làm hỗn độn trứng trứng nứt. A. À, nguyên khí khủng bố hùng dũng lao nhanh trong thân thể chu văn, khiến hắn cảm giác cơ thể như sắp bị nghiền nát nổ mạnh, chịu đựng không nổi gào rú ra tiếng. Chu văn cho rằng thân thể của mình sắp nổ mạnh, nhưng không, trong thống khổ gần như thân thể bị nghiền nát bấy, hắn cứng rắn chống chọi lại. Không phải vì thân thể của chu văn mạnh cỡ nào mà là bởi vì luyện khí quyết dẫn đường nguyên khí cùng bạo như vậy điên cuồng chảy trong người hắn, hơn nữa chuyển hóa ra nhiều kiếm hoàng hạt. Thân thể của Chu Văn cơ hồ nhảy qua nhảy lại trước quỷ môn quan, mỗi lần khi hắn cho rằng thân thể sắp nổ tung thì luyện khí quyết sẽ chuyển hóa nhiều kiếm hoàng hạt ra ngoài, khiến Chu Văn một chân bước vào quỷ môn quan lại nhảy ra. Mặc dù luyện khí quyết đã rất cố gắng, bất đắc dĩ có quá nhiều nguyên khí kết tinh, tốc độ chuyển hóa ra ngoài hơi không theo kịp tốc độ cất chứa nguyên khí của Chu Văn khi chu văn cho rằng mình sắp tiêu đời thì vô thủy kiếm vực bỗng phát sinh biến đổi kỳ dị loại biến đổi này tuy rằng kỳ lạ nhưng mà cũng không phải xuất phát từ ngẫu nhiên trừ nhiều kiếm hoàng hạt bị chuyển hóa ra hình thành vô thủy kiếm vực lớn nhất từ trước tới nay ra chu văn còn đang không ngừng dùng sư vực quan sát đại chu thiên tinh thần trận của tử vi tinh quân cùng lúc điều chỉnh kiếm hoàng hạt sắp hàng trong tiểu chu thiên tinh thần trận sư vực cấp độ địa ngục có tác dụng lớn hơn lúc trước nhiều phân tích ra đồ vật cũng nhiều hơn trước nhiều kiếm hoàng hạt sắp hàng theo phương thức tiểu chu thiên kiếm trận theo ý chí của chu văn theo hắn không ngừng thôi diễn kiếm hoàng hạt sắp hàng cũng càng lúc càng chặt chẽ có quy luật ngay khi thân thể của chu văn sắp không chống đỡ nổi nữa nhiều kiếm hoàng hạt lại đột nhiên như có được sinh mệnh và ý thức tự chủ tự động vận chuyển tất cả kiếm hoàng hạt như sắc vụn bị nam châm hấp dẫn tụ lại với nhau nhưng loại ngưng tụ này không phải vô trật tự mà lấy sắp hàng tiểu chu thiên trận làm bản gốc rồi lại không xếp theo quy tắc đó dường như kiếm hoàng hạt bản năng sắp theo quy tắc kỳ dị nào đó chỉ trong khoảnh khắc tất cả kiếm hoàng hạt chặt chẽ gắn vào nhau không chừa một khoảng trống nào ở chính giữa như biến thành một chỉnh thể thiên nhiên kiếm hoàng hạt vốn rất nhỏ dù sắp hàng cùng nhau theo sự điều khiển của chu văn thì khó tránh khỏi để lại khe hở ở giữa nhưng bây giờ giữa các kiếm hoàng hạt hoàn toàn không có khoảng trống dường như chúng nó vốn là một thể, một kiếm hoàng hạt cỡ lớn trọn vẹn. Kiếm hoàng hạt hiện tại không phải hình kiếm hay hình tròn, nó xếp thành hình trứng bao bọc bên ngoài hỗn độn trứng, không ngừng ngăn cản sức mạnh bên ngoài công kích. Chu Văn kinh ngạc phát hiện, kiếm vực thế nhưng vào lúc này thăng cấp đến cấp độ địa ngục, hơn nữa điên cùng rút nguyên khí ra từ trong thân thể của hắn, kiếm hoàng hình vỏ trứng bao bọc ngoài người Chu Văn cũng càng lúc càng lớn kiếm vực thăng cấp đến cấp độ địa ngục vốn không thể nào đối kháng với sức mạnh của tử vi tinh quân, nhưng vì đặc tính thu nạp nguyên khí của luyện khí quyết, cộng thêm trong hỗn độn trứng có nguyên khí vô tận cung cấp khiến kiếm vực trở nên càng lúc càng mạnh. Chỉ cần có nguyên khí thì kiếm vực giống như có thể biến mạnh không có giới hạn, không đủ chất thì dùng lượng bù vào, huống chi kiếm hoàng hạt còn có đặc tính bất tử bất diệt, nó sẽ trở nên càng lúc càng mạnh. Viên đạn có thể bắn thủng tấm thép nhưng không cách nào bay qua đống đất cách trăm mét, nghìn mét. Hiện tại kiếm hoàng hạt trong kiếm vực bởi vì quá mức dày đặc, hơn nữa số lượng càng lúc càng nhiều, chúng nó dần ổn định cục diện trong lúc đối kháng với sức mạnh của Tử Vi tinh quân. Hỗn độn trứng cấp độ địa ngục phối hợp kiếm vực cấp độ địa ngục không ngờ sinh ra hiệu quả tốt đẹp đến bất ngờ, khiến Chu Văn có thể đứng vững gót chân trong chiến trường khủng bố như vậy. Khi kiếm vực thăng cấp, Chu Văn cũng cảm thụ được tác dụng của kiếm vực biến đổi, không phải kiếm vực sau này cố định là một hình trứng. Có hình chứng chẳng qua là vì Chu Văn cần nó xếp thành hình dạng này, nếu hắn cần, hoàn toàn có thể biến nó thành hình kiếm hoặc các loại hình dạng. Kiếm vực thăng cấp là hiệu quả kiếm hoàng hạt hóa thành một chỉnh thể. Một cây đũa có thể bị bẻ gãy dễ dàng, một bó đũa thì khó bị bẻ gãy, huống chi kiếm hoàng hạt hóa thành tổng thể không đơn giản như một bó đũa, mà là chân chính ngưng tụ thành một thể. Mãi đến bây giờ Chu Văn mới có rảnh quan sát tình hình chiến trường nhưng thứ hắn có thể nhìn thấy vẫn là ánh sáng sao đầy trời và một luồng sáng vàng liên tục nhấp nháy quá nhanh mau đến đổi với tầm nhìn của chu văn đều không cách nào xem rõ ràng động tác của họ thậm chí không thấy rõ bóng dáng nơi đế thính vụt qua đều để lại tàn ảnh màu vàng tàn ảnh này ở trong mắt chu văn là một dải sáng màu vàng không biết dài bao nhiêu mét dải sáng rậm rạp đang vào nhau trong tinh cung trông giống như một đống lớn bùi nhùi sự thực thì đó là bởi vì thị giác của chu văn bị chậm giải sáng màu vàng mà hắn trông thấy là tàn ảnh đế thính để lại không biết cách bao xa rồi. Chu Văn không thấy được nhưng sư vực có thể cảm giác được quy tắc sức mạnh biến hóa, trong sư vực, Chu Văn cảm giác có sức mạnh cực kỳ bá đạo cùng với sức mạnh như khí của đế vương huy hoàng không ngừng va chạm. Rõ ràng, sức mạnh dường như có thể phá hủy kia đến từ đế thính, còn khí của đế vương huy hoàng thì đến từ tử vi tinh quân, hai sức mạnh hoàn toàn khác nhau, rồi lại cùng là khủng bố không gì sánh bằng, cho dù chu văn không thấy rõ nhưng sư vực vẫn không ngừng sao chép thôi diễn quy tắc khí của đế vương huy hoàng khiến sức mạnh kia ngày càng chỉnh chu trật tự trong mắt chu văn chu văn xem tình huống hiện tại đại khái biết sư vực sắp thôi diễn ra nguyên khí quyết mới cùng là sức mạnh lĩnh vực hoàng mỹ nhưng sư vực chỉ thôi diễn sức mạnh của tử vi tinh quân không thôi diễn sức mạnh của đế thính điều này khiến chu văn hơi khó hiểu Rốt cuộc là bởi vì sức mạnh của đế thính khó thôi diễn hay tại vì mình vốn có cơ sở của tiểu chu thiên trận. Chu Văn thầm suy đoán, nhưng khó thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây là việc cực kỳ tốt đối với Chu Văn, bởi vì chỉ cần sư vực thôi diễn ra nguyên khí quyết của tử vi tinh quân là có thể trực tiếp nghiêm cấm loại sức mạnh này vận chuyển trong sư vực. Chu Văn đang mong đợi khi sư vực có thể cấm đại chu thiên tinh thần trận vận chuyển thì sẽ sung sướng cỡ nào. Tưởng tượng về sau đi Tử Cấm Thành vị Tử Vi tinh quân kia, ở ngay trước mặt cô ta, ra lệnh một tiếng liền khiến Đại Chu Thiên Tinh thần trận của cô ta ngừng lại, chỉ tưởng tượng thôi Chu Văn đã háo hức muốn đi Tử Cấm Thành ngay. Thôi diễn ra nguyên khí quyết của Tử Vi tinh quân hiển nhiên không phải một việc dễ, giống như nhện giăng lưới, sư vực không ngừng hoàn thiện những lưới quy tắc, tựa như cần liên kết thành internet hoàn chỉnh. Ngay lúc này, Chu Văn đột nhiên cảm giác Đại Chu Thiên Tinh thần trận vốn dần rõ ràng bỗng trở nên mơ hồ kinh cũng hơn nữa là trong ánh sáng sao mơ hồ kia dường như biến ra 12 tòa thiên cung thần bí, mỗi tòa thiên cung dường như dựng dục ra sức mạnh thần bí nằm ngoài trần thế, mỗi tòa thiên cung có phong cách khác nhau. Hoặc thần uy như biển, hoặc hung hiểm như vực, hoặc thần bí khó lường, hoặc ân trạch như núi, sức mạnh của mỗi tòa thiên cung đều rung động lòng người, chỉ nhìn ảo ảnh thiên cung đã làm ý chí của Chu Văn Suýt tan vỡ, có cảm giác dưới thiên đạo đều là con kiến nhỏ bé. 12 tòa thiên cung tựa như thần điện chúa tể muôn vật trong vũ trụ, tòa thiên cung nào đều có thể chúa tể số phận muôn vật, sinh sát chỉ trong một ý nghĩ. Lúc này, 12 tòa thiên cung cùng đè xuống, dưới thiên cung là đế thính toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng, mái tóc vàng bay rối, vừa đẹp trai vừa cuồng giả. Chết mất! Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!